Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 138. Ở nơi này trong thánh địa, lại có người, có thể chém ra một kiếm kinh khủng như vậy. Ầm một tiếng vang thật lớn, như vũ vậy chảo ảnh, khoảnh khắc bây giờ tiêu tán hầu như không còn, đồng thời tiêu tán, còn có tất cả sát ma sinh mạng. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng, vậy mấy trăm đầu sát ma thân thể, lại là ầm một tiếng, ở đó băng hàn cực kỳ lẫm liệt kiếm quang bên trong. Hóa là xương máu bạo tán. Đây tuyệt mạnh một kiếm, rung động tự nhiên không phải chỉ có thánh sứ cửa, 12 khu sát khí bây giờ, ngay tức thì truyền ra vô số tiếng vô cùng thê lương kinh thiên quỷ khóc. Cho dù là cách truyền ảnh tinh, kinh khủng kia tiếng kêu gào, đều cơ hồ muốn đâm rách cực sát chi quốc màng nhĩ của mọi người, làm linh hồn của bọn họ, đều bắt đầu run rẩy à. Cái này, đây rốt cuộc, có nhiều ít sát ma tồn tại à. Hàng ngàn hàng vạn liền chứ. Mọi người, mặc dù rung động tại Diệp Thần một kiếm chém chết mấy trăm đầu sát ma thực lực, nhưng, càng sợ hãi, nhưng là cái này 12 khu, sát ma số lượng à. Trong chốc lát, 12 khu truyền ảnh tinh trong hình, quỷ ảnh chớp động, vô số đạo khủng bố, quỷ dị, gây đét tái nhợt bóng dáng, ở cuồn cuộn sát khí bên trong, xuyên tới xuyên lui, đem Diệp Thần hoàn toàn bao vây. Hiện tại, Diệp Thần coi như muốn lui. Đều lui không được à. Bất quá, để cho nhiều người người không cách nào hiểu ưng. Diệp Thần, đến hiện tại, lại vẫn duy trì rửng dương vẻ. Làm sao có thể? Thằng nhóc này, là thật không sợ chết sao? Diệp Thần ánh mắt quét qua vậy từng cái sát ma, trong mắt bên trong, tàn khốc chớp mắt, cả người dâng trào linh lực, không giữ lại chút nào bộc phát ra, chân võ ý lượn lờ kiếm phong bên trên. Thần ma luân hồi quyết điên cuồng vận chuyển, bề mặt bên trên, bộc phát ra tầng 7 huyết quang bên trong, mơ hồ thoáng hiện phá thiên lực kim mang. Một chút hàn mang, hóa thành muôn vàn kiếm quang, lực lượng cuồng bạo, sơn hô hải khiếu vậy, đi đôi với tựa như có thể đem thế giới chém một cái hai đoạn, làm thiên địa sụp đổ, vạn vật đông băng lãnh kiếm quang, hướng vậy hàng ngàn hàng vạn đạo sát ma thân ảnh, khuynh tiết đi. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Một kiếm chém ra sau đó, Diệp Thần cả người bắp thịt rung động, lại là khẽ quát một tiếng, không chút nào dừng lại, lần nữa chém ra một kiếm. Hắn cả người kinh mạch, khuếch trương đến cực hạn, ở bề mặt, hình thành đạo đạo chớp động kim mang màu đen mạch máu, trong miệng phát ra một tiếng chiến ý hừng hực gào thét, lại là một kiếm rơi xuống. Ba kiếm chém liên tục. Vô cùng là kinh khủng ba kiếm chém liên tục. Ba kiếm này hết sức được lục đạo kiếm thần phong thanh dương ý vận. Thậm chí, đi qua Diệp Thần hiểu, thay đổi mạnh hơn. Trùng trùng kiếm quang, chồng lên một nơi, uy thế chợt tăng, sát khí đều ở đây kiếm quang này quét sạch dưới, điên cuồng mất đi, tán loạn, toàn bộ thánh địa, vô tận chấn động, mặt đất rạn nứt, bị sát khí phong chấn vô cùng là vững chắc không gian, cũng thì không cách nào ức chế xuất hiện đạo đạo kẽ hở. Vô số sát ma kêu thảm thiết, kêu rên tiếng. Này thay nhau vang lên. Nhưng là, không tới nửa hô hấp thời gian, liền toàn bộ bắt đầu ngưng. Trong thánh địa, lâm vào một hồi khác thường yên tĩnh. Không chỉ là thánh địa, toàn bộ cực sát chi quốc, cũng lâm vào một hồi quỷ dị yên tĩnh. Tất cả đang hội chấn sát đại điển người, lúc này, đều là hai mắt đăm đăm, thần hồn, bị đẩy vào ngút trời sát ý bên trong, ngay cả hô hấp, tim đập, đều phải quên mất à. Bọn họ, thật là không dám tin tưởng, mình nhìn thấy gì. Lúc này, trong thánh địa, Diệp Thần chỗ ở 12 khu. Nơi nào, còn có thể thấy được cái gì hàng ngàn hàng vạn khủng bố quỷ ảnh? Có, chỉ có máu. Đậm đà đến cơ hồ đều hóa không ra từng cơn xương máu. Tràn ngập ở 12 khu bên trong. Vây quanh ở Diệp Thần quanh thân. Vậy, là máu gì? Đó là vậy vô số sát ma. Bị Diệp Thần kiếm mang chém bạo mà thành xương máu à? Ba kiếm diệt bầy quỷ. Cái này, vẫn là người sao? Lúc này, vô số người đều bị Diệp Thần bộc phát ra thực lực kinh khủng, rung động. Đây chính là hơn 10.000 đầu sát ma à? Mỗi một đầu, ở thánh địa nồng nặc kia cực sát chi khí bên trong, đều có thể có nửa bước hỗn độn, thậm chí còn là hỗn độn cảnh nhất tầng thiên, tầng hai thiên thực lực à? Mà ở thánh địa dưới áp chế, thông thường thánh sứ, đối mặt chừng 10 chỉ, tối đa mười mấy con, không vượt qua 100 chỉ,
thì phải đến cực hạn chứ. Mà Diệp Thần đâu? Ba kiếm, toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia xúm lại sát ma, một đầu sống cũng không có để lại. Căn bản, và cái khác thánh sứ, không có ở đây một tầng thứ lên A. Lúc này, cái khác 11 khu, thánh sứ cửa đều ở đây dè dặt tiến về trước, thỉnh thoảng tránh qua mấy đầu sát ma, hoặc là lặng yên không một tiếng động tiêu diệt lạc đàn sát ma, nhìn như cũng là mạo hiểm đặc biệt, từng bước vi doanh. Nếu là ở đã qua trấn sát đại điển lên, những thứ này thánh sứ biểu hiện, đều có thể gọi là xuất sắc, mới có thể lấy được sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ, hấp dẫn vô số người con ngươi chứ. Có thể, hiện tại tới một Diệp Thần. Và Diệp Thần một so bọn họ biểu hiện, thật là giống như đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau à. Không có chút nào lực hút. Nguyên bản, những cái kia làm nhục Diệp Thần người, lúc này, cũng ngậm miệng. Triệt để bị Diệp Thần nơi thuyết phục. Thậm chí, bọn họ cũng kích động, vô cùng kích động. Bọn họ trong lòng, không chỉ có sinh ra một cái liền chính bọn họ, cũng không dám tin tưởng ý tưởng. Có lẽ, tên này không giống tầm thường người ngoại lai, thật có thể rõ ràng sát thành công đâu. Trở thành 12 khu, mấy chục ngàn năm qua, cái đầu tiên lần nữa rõ ràng sát thành công thánh sứ. Trong hoàng cung, một người đại thần không nhịn được hô to một tiếng nói, được. Quá tốt, ba kiếm này, quét sạch nhóm lớn sát ma, hiện tại nếu là ở này tiến hành rõ ràng sát, tạm thời hẳn sẽ không phải chịu quấy rầy, là tuyệt đẹp cơ hội à. Bất quá, hắn không có chú ý tới một bên Minh Phi, vậy vô cùng âm trầm, oán độc thần sắc. Ngươi nói gì sao? Minh Phi lạnh quát một tiếng. Tên kia đại thần quét Minh Phi một mắt, lập tức hù được câm như hến. Mà lúc này Du Tuyền Nhi, thậm chí cũng quên đối với Minh Phi tiến hành trả thù, nàng vô cùng hưng phấn, mắt đẹp sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú hình ảnh bên trong, giống như biển máu chiến thần giống vậy Diệp Thần. Trong thánh địa, lúc này Diệp Thần, hơi thở dốc, hắn có thể liền ra ba kiếm, thật ra thì, cũng có một phần chia nguyên nhân, ở chỗ quanh thân cái này đậm đà cực sát chi khí. Cực sát chi khí, đối với người khác mà nói, có thể là một loại hạn chế, gông xiềng, nhưng đối với Diệp Thần, nhưng là vật đại bổ à. Một khắc sau, Diệp Thần cả người dính huyết khí nồng nặc, tiếp tục hướng thánh địa chỗ sâu đi. Mọi người, lại là sững sốt một chút. Diệp Thần, lại còn phải tiếp tục đi sâu vào. Rõ ràng ở chỗ này, là rõ ràng sát vị trí tốt nhất à. Đi vào trong nữa, có thể thì thật nguy hiểm à. Bất quá, lúc này mọi người tâm thần, sớm bị Diệp Thần nơi làm động tới, không có ai còn dám nói tiếp, chỉ là một cái khẩn trương nhìn chăm chú Diệp Thần, muốn biết, hắn muốn làm gì. Chỉ có Minh Phi mặt hiện cười lạnh nói, còn muốn đi sâu vào. Rất tốt, tiếp tục tìm chỗ chết đi, luôn có người thời điểm chết. Lúc này, vậy lục tục có một ít thánh sứ, bắt đầu rõ ràng làm giảm, nhưng, cực sát chi quốc, lại không có bất kỳ một người nào. Chú ý bọn họ, cùng Diệp Thần so ra, những thứ này thánh sứ rõ ràng sát có thành công hay không, tựa hồ cũng không trọng yếu. Một khi 12 khu, rõ ràng sát thành công, cho dù cái khác thánh sứ, toàn bộ thất bại, nơi tiết lộ ra cực sát chi khí, đều phải hạ xuống vô số lần à. Diệp Thần, đã trở thành vạn chúng tiêu điểm. Diệp Thần thân hình, ở 12 khu bên trong nhanh chóng chớp động, hình ảnh theo Diệp Thần động tác mà biến hóa, đây là... Có người con người co giúp một cái, chỉ một cái hình ảnh bên trong, thỉnh thoảng lóe lên đạo đạo bóng mờ, kinh hô các người xem. Mọi người hướng vậy bóng mờ nhìn, rối rít cau mày, đó là cái gì? Nhìn như, tựa hồ là đang tránh né Diệp Thần dáng vẻ. Đột nhiên bây giờ, tất cả mọi người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy trốn ở sát khí bên trong, né tránh trước Diệp Thần chính là vậy không sợ chết sát ma à? Xem ra. Sát ma cũng không phải thật không sợ chết, mà là, người còn không có cầm chúng giết tới sợ. Một khi đem chúng giết sợ, chúng như thường sẽ sợ hãi, sẽ né tránh. Hiện tại, Diệp Thần hiển nhiên, đã đem chúng giết sợ à. Nhưng vào lúc này, một mực nhanh chóng đi tới Diệp Thần, nhưng là chợt thân hình động một cái, con người co rúc lại, hướng một bên tránh đi. Ngay tại Diệp Thần mau tránh ra ngay tức thì, một quả to lớn cột đá. Liền ầm một tiếng, hung hăng cắm ở hắn nguyên bản đứng vị trí. Một đạo cùng sát ma hoàn toàn không cùng, vô cùng cao lớn, cả người gân thịt cầu kết,
mặt xanh răng nanh bóng người xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây là cái gì? Vô số người, thấy kinh khủng kia bóng người, trong mắt đều là hiện lên vẻ khiếp sợ. Trước khi trấn sát đại điển, cho tới bây giờ không có gặp qua loại quái vật này à? Hơn nữa, từ nó mới vừa rồi công kích xem ra, lại, có nhất định chí năng. Hiểu được đánh lén và sử dụng vũ khí. Cái này, hoàn toàn không phải sát ma có thể so sánh được à. Lúc này, trong hoàng cung, một người tóc bạc hoa râm, nhìn như vô cùng cao tuổi đại thần, nhưng là hai tròng mắt run rẩy nhìn đạo thân ảnh kia, cả người, đều bắt đầu run lên. Nếu không phải bên cạnh có người dìu đỡ hắn, sợ rằng đều phải trực tiếp sụi lơ trên đất liền à. Một đám đại thần, quý tộc thấy vậy, đều là không hiểu hỏi, vương thừa tướng, ngươi thế nào? Vương thừa tướng, ngón tay run rẩy chỉ vậy đạo khủng bố bóng người nói, vậy. Đó là sát ma vương à, trong truyền thuyết sát ma vương à. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vô cùng là sợ hãi vẻ. Sát ma vương, đây chính là trong truyền thuyết mới tồn tại vật à, không nghĩ tới lại cho Diệp Thần đụng phải. Cái này sát ma vương, là làm trong thánh địa. Cực sát chi khí đậm đà tới trình độ nhất định, sát ma số lượng đạt tới trình độ nhất định, mới sẽ sinh ra tà vật, nghe nói, cho dù là ở trên cao thời xưa, phàm là gặp phải sát ma vương thánh sứ, cũng không có một ngoại lệ, toàn bộ bị sát ma vương giết chết à. Nghe nói, đã từng một khu bên trong, từng xuất hiện một cái sát ma vương, ở trong thánh địa, cắn nuốt vô số thánh sứ, trở thành tất cả thánh sứ sợ hãi trong lòng, sau đó, lúc đó cực sát chi quốc đế vương. Làm một quyết định, chính là phàm là gặp phải sát ma vương thánh sứ, đều phải không chút do dự được từ bảo. Dù vậy, vậy ước chừng qua mấy ngàn năm, mới dựa vào vô số thánh sứ tự bảo, đem cái này sát ma vương tiêu diệt. Từ đây, sát ma vương, trở thành bao phủ toàn bộ cực sát chi quốc bóng mờ. Cực sát chi quốc quốc lực, cũng bởi vì một đầu sát ma vương, suy yếu hơn 10.000 năm. Thậm chí, liền nhắc tới sát ma vương tên chữ. Đều trở thành cấm kỵ. Hiện tại, truyền thuyết này ở giữa bóng mờ, cấm kỵ, bị Diệp Thần đụng phải à? Diệp Thần, mặc dù cho thấy vô cùng là nghịch thiên thực lực, có thể hắn, sẽ là cái này sát ma vương đối thủ sao? Dù Tuyền Nhi, thậm chí thiên thiên vạn vạn cực sát chi quốc quốc dân, sắc mặt, cũng trở nên khó coi. Diệp Thần vận khí này, vậy thật là không có người nào. Bị phân phối đến 12 khu, cũng được đi. Lại vẫn đụng phải sát ma vương. Minh Phi nhìn vậy sát ma vương, cơ hồ đều muốn không nhịn được bật cười, xem ra, liền ông trời cũng chẳng ngờ thả qua cái phế vật này à. Dù sao cũng năm khó khăn được một gặp sát ma vương, cũng để cho hắn đụng phải. Lúc này, thánh địa bên trong, Diệp Thần khẽ cau mày, trước mắt cái này con quái vật, bất ngờ có hỗn độn cảnh 6 tầng thiên thực lực. Vậy sát ma vương gào thét một tiếng, mang cuồn cuộn sát khí. Liền hướng Diệp Thần nhào tới, hắn quanh thân sát khí, ngay tức thì hóa là đen ngòm vẻ, cả người màu xanh trên da thịt, nhô ra đạo đạo màu đen mạch máu, vô cùng dữ tợn. Quái vật này giơ tay lên một quyền, cuồn cuộn sát khí, hóa thành một đạo to lớn quỷ đầu, toàn bộ trong thánh địa, nháy mắt tức thì cũng vang lên thê lương chói tai tiếng quỷ khóc, quỷ đầu máu miệng há to, răng nhọn như kiếm, đem chung quanh hư không cũng cắt kim loại thành nghiền. Diệp Thần con người có giúp một cái này sát ma vương một quyền lực, càng hơn vậy hơn 10.000 đầu sát ma hợp kích. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay múa, chân võ ý như một cơn lốc cuộn sạch ra, kiếm quang mãnh liệt, đem một phe này thiên địa bao phủ, như tinh thần rơi xuống đất, trời sụp đổ, như vô tận sóng biển vậy lực lượng, tựa như phệ thần ác thú, phải đem vạn vật nuốt mất, tản ra vô tận mất đi hơi thở. Vậy đầy trời quỷ khóc, ở kiếm quang chớp động ngay tức thì, lại là rối rít bị trấn áp xuống. Một khắc sau, kiếm quang cùng quỷ đầu, ầm ầm đụng nhau, dư âm hướng chung quanh phóng xạ đi, sát khí bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những cái kia núp ở 12 khu sát ma, lại có không thiếu bởi vì bị cái này dư âm ảnh hưởng đến, mà trọng thương thậm chí chết đi. Sắc sắc một tiếng, bởi vì hai người giao thủ nhất kích, vậy truyền ảnh tinh bên trên. Lại là nổi lên một đạo liệt ngân. Cũng may, cái này truyền ảnh tinh, là sử dụng bí pháp thông qua thánh sứ chỗ ở vị trí hình chiếu ra, cũng không có xem Diệp Thần cùng Bạch Ngọc Hoàng lúc giao thủ vậy, hoàn toàn nổ tung. Nhưng, vậy đủ để gặp được,
hai bên một kích này kinh khủng. Hống, sát ma vương phát ra một tiếng đau hống, một đôi huyết mâu bên trong, lại là lóe lên một chút như người loại vậy rung động vẻ. Nó trên ngực, lại là hiện lên một đạo sâu có thể đụng cốt kiếm tổn thương. Mà so nó càng khiếp sợ, nhưng là ở hội cuộc chiến đấu này cực sát chi quốc mọi người à. Truyền thuyết này bên trong, không người có thể địch, hung danh hiển hách, đã từng cho toàn bộ cực sát chi quốc mang đến bóng mở quái vật kinh khủng, lại là, chỉ như vậy bị Diệp Thần một kiếm đả thương. Diệp Thần thực lực, rốt cuộc có còn hay không cực hạn à? Lại, hết lần này lần khác cho mọi người mang đến rung động, cho dù là những thứ này sớm thành thói quen chấn sát đại điển cực sát chi quốc võ giả, thần kinh, cũng muốn không chịu nổi, lâm vào hôn mê à? Đã qua chấn sát đại điển, lại mạo hiểm, lại kích thích, vậy kém hơn Diệp Thần một phần vạn à. Diệp Thần nhìn vậy sát ma vương, nhưng là khẽ nhíu mày, mới vừa rồi, đây chính là hắn toàn lực một kiếm à, lại, chỉ để cho nó bị loại trình độ này tổn thương. Hơn nữa, cái này sát ma vương không phải là loài người, sinh mạng lực, cũng không phải nhân loại bình thường võ giả, có thể so sánh. Đặc biệt, là ở nơi này trong thánh địa. Sát ma vương lấy sát khí là năng lượng, mà nơi này sát khí, có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Ngay tại lúc này, vậy sát ma vương ngực vết thương, quả nhiên đang chậm rãi ngọa nguậy dưới, bắt đầu khép lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh lực phun trào, kiếm quang bung ra, lại là một kiếm, hướng sát ma vương chém tới. Nếu là muốn chiến thắng cái này sát ma vương, tuyệt không thể cho nó bất kỳ thở dốc thời gian. Đặc biệt là Diệp Thần ở nơi này trong thánh địa, nhưng mà có thời gian hạn chế à? Trong chốc lát, thánh địa 12 khu bên trong, cuồng phong thổi loạn, vô biên sát khí không ngừng lăn lộn, không gian hí, mặt đất văng tung tóe. Thời gian đảo mắt, Diệp Thần cùng sát ma vương đã giao thủ mấy mươi lần. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thân hình ngay tức thì cực nhanh chớp động, tránh qua sát ma vương cự lực sôi trào một quyền, trường kiếm trong tay. Như biến dạng bầu trời sấm sét vậy điên cuồng chém ra, kiếm quang như hải lực như rồng. Võ ý kích động, ngay tức thì bao phủ sát ma vương. Sắc bén tung tóe, sát ma vương huyết mâu bên trong, thoáng qua vẻ sợ hãi vẻ, ngửa mặt lên trời giống to, vô biên sát khí, ở trước người của hắn hội tụ, hóa thành một quả to lớn ma đầu, chặn Diệp Thần kiếm quang. Ầm lại một tiếng vang thật lớn, sát ma vương vậy thân hình khổng lồ. Lại là bị Diệp Thần một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngay tức thì đánh bay. Hống! Sát ma vương, lại là một tiếng kêu đau, màu xanh đen trên thân hình, máu tươi đầm đìa, bị chém ra mấy đạo dữ tợn kiếm tổn thương. Cuồn cuộn sát khí, giống như hai bàn tay to vậy, ở sát ma vương sau lưng ngưng tụ, kéo lại nó thân thể, điên cuồng tràn vào vết thương bên trong, vậy nhìn như vô cùng nghiêm trọng. Tùy ý một đạo cũng có thể tùy tiện đoạt đi nhân tộc võ giả tánh mạng vết thương, lại là thật nhanh di hợp liền đứng lên. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nâng lên một chút lạnh như băng nụ cười, thân hình thật nhanh lại gần sát ma vương bên người, cả người bắp thịt cực hạn phồng lên, quanh thân tầng 7 huyết quang bỗng nhiên lóng lánh, giống như ở sát khí chi trong biển, dâng lên một viên màu máu nắng gắt. Hắn mặt hiện tàn khốc, hung hăng giơ tay lên, lại là một kiếm. Hướng sát ma vương giữa eo chém tới. Lao nhanh cự lực, đem không khí nén, kiếm chưa đến, vậy lực lượng kinh khủng, thì đã đem sát ma vương eo ếch vặn vẹo. Sát ma vương tựa hồ cảm thấy chí mạng nguy hiểm, huyết mâu điên cuồng rung rung, hắn cả người màu đen mạch máu nhảy lên, bắp thịt căng thẳng, tựa như bị buộc tới cực hạn. Một khắc sau, sát ma vương trong miệng phát ra một tiếng thê lương tiếng, bề mặt bên trên, tràn ngập lên một tầng đậm đà hắc mang. Tựa như giáp xác vậy, đem sát ma vương thân hình bọc. Ừ, Diệp Thần chân mày khều một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắc quang kia bên trong, là đậm đà đến không thể tưởng tượng nổi cực sát chi khí. Thậm chí, còn ở đây 12 khu sát khí độ dày bên trên. Mấu chốt nhất là, sát khí này vô cùng ngưng luyện, đều đang hóa thành thực chất. Ngay tại lúc này, một kiếm này, mang hủy thiên diệt địa uy thế. Cùng sát ma vương thân thể, phát sinh va chạm. Trong thánh địa, lại là một hồi chấn động. Cực sát chi quốc mọi người, ánh mắt đã bắt đầu đăm đăm, Diệp Thần cùng sát ma vương chiến đấu, cơ hồ, muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn à. Đừng nói là rõ ràng làm giảm, chỉ là kinh khủng này chiến đấu,
cũng đã mất đi vậy không thiếu sát khí. Dĩ nhiên, nếu như cái khác thánh sứ, dùng Diệp Thần loại phương pháp này tiêu hao sát khí, thì hoàn toàn là tìm chết mà thôi, chỉ là hấp thu sát khí, trấn áp tại mình trong cơ thể, đều đã vô cùng là nguy hiểm, còn muốn chĩa vào sát khí ăn mòn, không để ý hết thảy ra tay. Huống chi, làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bị sát ma vây giết. Cái này, cũng càng trương hiển Diệp Thần, kết quả có bao nhiêu nghịch thiên a. Ngay cả cuộc sống ở cực sát chi quốc không biết bao lâu sát tộc, cũng không làm được chuyện, Diệp Thần tùy tiện thực hiện. Xương máu bạo tránh, hắc quang tan vỡ, sát ma vương thân thể, lần nữa bay ngược. Nhưng là, lần này, Diệp Thần lại không có truy kích. Hắn sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn trường kiếm trong tay, vậy trên trường kiếm, xuất hiện một phiến phiến màu đen vết bẩn, hơn nữa, còn đang bay nhanh tràn đầy kéo dài trước, đúng thanh trường kiếm tản ra linh khí chập chờn, cực nhanh suy yếu. Bị hủ hóa. Cái này trường kiếm, lại là bị vậy vô cùng ngưng luyện sát khí, hoàn toàn hủ hóa. Làm vậy vết bẩn đem đúng thanh trường kiếm, nhuộm thành màu mực sau đó, trên trường kiếm, phát ra một tiếng vỡ vang lên. Chuôi này vũ khí, cứ như vậy giống như đất khối vậy vỡ vụn. Diệp Thần trong mắt bên trong, một hồi âm trầm, đây chính là trong tay hắn, cuối cùng một chuôi thích hợp kiếm ý của mình, võ ý vũ khí à. Thanh Liên Diệt Thiên kiếm vỡ vụn, đối với Diệp Thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cố nhiên Diệp Thần còn có một chút cái khác kiếm, huyết ma kiếm loại, nhưng cấp bậc mơ hồ không đủ. Minh khí nhiều lần bị hủy, để cho Diệp Thần trong lòng dâng lên một cổ vô cùng mãnh liệt phiền não cảm giác, xem ra nhất định phải đem chuôi này nhâm tiền bối kiếm tu phục mới được. Vậy sát ma vương lúc này vậy dừng lại thân hình, cho dù có vậy ngưng luyện hắc quang phòng vệ, nó giữ eo, vẫn bị đánh vỡ một cái to lớn lỗ máu. Hơn nữa, lúc này sát ma vương ngực rộng một hồi phập phồng, hiển nhiên, mới vừa rồi hắc quang kia, cũng không phải tùy ý có thể vận dụng, tiêu hao cực lớn. Bất quá, nó một đôi huyết mâu, nhìn về phía Diệp Thần lại là lộ ra vẻ vui mừng. Đáng chết, Diệp Thần mắng một tiếng, nếu như mất đi binh khí, hắn muốn chiến thắng cái này sát ma vương, sợ rằng cũng không thoải mái. Sát ma vương gào thét một tiếng, cả người sát khí sôi trào, hóa thành hai đạo ma đầu, ngưng tụ vào trên hai quả đấm, thân hình hắn động một cái, hóa thành một đạo màu xanh bóng dáng, lần này, lại là chủ động hướng Diệp Thần nhào tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cực võ, trọng quyền. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong quả đấm, bộc phát ra một hồi mất đi hơi thở, võ đạo quy luật, đều ở đây Diệp Thần một quyền này bên trong, hơi dao động. Có thể đối mặt một quyền này, vậy sát ma vương, lại là không sợ chút nào, vậy mang ma đầu quả đấm, hung hăng đập về phía Diệp Thần. Hai quả đấm đánh nhau, ầm một tiếng vang thật lớn, vô tận quyền uy, càn quét bốn phương. Bụi khói tràn đầy cuốn, một đạo màu xanh bóng người, bị đánh được hướng sau bay ngược. Nhưng, lần này, lùi về phía sau không chỉ là sát ma vương, Diệp Thần thân thể giống vậy hướng quay ngược lại lui ra. Sắc sắc một tiếng, nắm đấm của hắn bên trên, máu tươi tràn ngập, liền xương cốt đều là xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Xa xa sát ma vương quả đấm giống vậy một hồi máu thịt mơ hồ, thậm chí so Diệp Thần tổn thương được nặng hơn, nhưng lúc này, tay hắn bộ bắp thịt ngọa nguậy, sát khí như bướm bay dập lửa vậy tràn vào trong đó, vết thương nhanh chóng di hợp trước, liền bể tan tành xương cốt, đều ở đây sống lại. Nó một đôi huyết mâu, nhìn về phía Diệp Thần, tràn đầy dữ tợn, sảng khoái vẻ. Thậm chí, kinh khủng gương mặt bên trên, cũng hiện lên một nụ cười châm biếm. Tựa như nói, loài người nhìn thấy không, ta có thể vô hạn khôi phục. Bất quá, lúc này Diệp Thần trong mắt nhưng là lóe lên u tịch lửa giận, cười lạnh nói, theo ta so khôi phục. Vậy bị thương quả đấm, lại là lấy so sát ma vương mau hơn tốc độ hết bệnh trước, cơ hồ ngay lập tức, thì đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản, vẫn còn ở cười gần sát ma vương, xấu xí nụ cười trên mặt, ngay tức thì đóng lại. Tựa như, bị vạn cổ hàn băng, đống kết vậy, vĩnh viễn, cũng hóa không ra đóng lại. Diệp Thần, chỗ dựa lớn nhất. Một mực chính là mình vậy gần như bất tử bất diệt thân xác à. Nửa giờ sau đó, một đạo cả người là máu, trên mình trải rộng tất cả lớn nhỏ lỗ máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử, hai quả đấm điên cuồng đánh trước cái gì,
cự lực làm cho toàn bộ thánh địa vô tận lay động, tựa như nghênh đón động đất vậy. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại đánh, trên thân thể lỗ máu, vậy đang bay nhanh di hợp cái này, hắn ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống trước người một bãi màu xanh thịt nát, người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Mà trước mắt hắn thịt nát, không thể nghi ngờ chính là vậy sát ma vương. Vậy lấy thân xác cường hãn nổi danh sát ma vương, lại là miễn cưỡng bị Diệp Thần dựa vào một đôi thịt quyền, đánh thành bùn nát à. Cực sát chí quốc mọi người, đã không biết rung động là vật gì. Bọn họ nhìn Diệp Thần, cảm nhận được, chỉ có sùng kính cùng sợ hãi. Phát ra từ nội tâm kính sợ. Diệp Thần đánh giết sát ma vương sau đó, sắc mặt nhưng là không có chút nào ung dung, ngược lại vô cùng ngưng trọng, một khắc sau, hắn không chút do dự hướng sát khí chỗ sâu, bay sông lên đi. Thời gian, không nhiều lắm. Lúc này, đều đã lục tục có một ít thánh sứ, rõ ràng sát thành công, quay trở về lối vào, chờ đợi cửa lần nữa mở ra. Cực sát chi quốc mọi người, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Diệp Thần cùng sát ma vương đánh một trận, tiêu hao số lượng cao cực sát chi khí, thậm chí, đều đã đạt tới rõ ràng sát thành công tiêu chuẩn à. 12 khu, mấy chục ngàn năm qua, lần đầu tiên rõ ràng sát thành công à. Có thể hiện tại, Diệp Thần còn muốn làm cái gì đâu. Nguyên bản, sắc mặt đã một phiến hôi bại Minh Phi, trong mắt nhưng là đột nhiên ánh sáng chớp mắt, nàng có một loại trực giác, Diệp Thần muốn làm chết trực giác. Diệp công tử, Du Tuyển Nhi, nhưng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng biết, Diệp Thần là muốn đi tìm vậy Trấn Kiếm Thạch. Nhưng mà, thời gian đã còn dư lại không có mấy à. Theo Diệp Thần di động, 12 khu sát khí chỗ sâu, vậy không muốn người biết hình ảnh, chậm rãi ở trước mắt mọi người mở ra, đột nhiên bây giờ, nguyên bản màu xám đen sát khí, chuyển biến thành nồng mực một màu sắc giống vậy. Vậy, là sát khí đậm đà đến vô cùng là sợ hãi trình độ tượng trưng. Cho dù là sát tộc thánh tổ cảnh võ giả, ở loại địa phương này, sợ rằng liền một cái hô hấp thời gian, cũng không nhịn được à. Diệp Thần, nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào xông vào trong đó. Hắc khí bên trong, một đạo vô cùng to lớn bóng đen, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Vậy, đó là cái gì? Mọi người ánh mắt run rẩy nhìn đạo hắc ảnh kia. Dần dần, bóng đen, rõ ràng. Đá lớn, một đạo vô cùng to lớn, toàn thân đen nhánh, nhưng trải rộng vô số màu máu phủ văn, tản ra hắc khí cuồn cuộn đá lớn. Làm người ta rung động nhất phải, cự thạch nóc, lại vẫn cắm một thanh trường kiếm. Toàn thân đen nhánh, giống vậy minh in vô số màu máu phủ văn, nhìn như tựa hồ rỉ sét, thối rữa, phá lậu không chịu nổi trường kiếm. Nhưng, dù vậy, tất cả mọi người, thấy cái này thanh trường kiếm ngay tức thì, vẫn là không nhịn được, trong lòng cuồng run. Đó là cực sát chi quốc, tồn tại căn bản, sát kiếm cùng Trấn Kiếm Thạch à. Diệp Thần, kết quả muốn làm gì? Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt Trấn Kiếm Thạch cùng sát kiếm, ánh mắt chớp động. Nơi này sát khí mạnh, cho dù là hắn đều cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Bất quá, hắn không do dự một bên hướng Trấn Kiếm Thạch tiến về trước, vừa hướng lão thương hỏi, lão thương, ta phải như thế nào hấp thu cái này Trấn Kiếm Thạch cực sát chi khí? Lại phải như thế nào đạt được chuôi này sát kiếm? Đã, không có ở đây cho hắn do dự. Lão thương sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, thằng nhóc, tính sai, cái này cũng không chỉ là sát khí à? Vậy sát kiếm bên trên, còn mang nồng nặc tà khí, hơn nữa đã cùng Trấn Kiếm Thạch sát khí, hòa làm một thể. Cho dù là ngươi, muốn hấp thu, vậy có nguy hiểm nhất định. Ngươi nhất định phải tiếp tục sao? Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, vậy Nhâm tiền bối, đang hại ngươi. Liền liền lão thương, đều có chút thầm kinh hãi, chuôi này sát kiếm, kết quả cắt lấy nhiều ít sinh linh tánh mạng, mới có thể đào tạo kinh khủng như vậy tà khí. Hiện tại, hắn có chút rõ ràng, tại sao vậy thượng cổ sát thần, phải đem sát kiếm trấn áp nơi này. Nếu như để mặc cho cái này sát kiếm tự do, không người có thể đem chi thu phục nói, sợ rằng, sẽ tạo thành nguy hại cực lớn chứ. Diệp Thần trầm giọng nói, xác định, chúng ta không có ở đây, dây dưa ở chỗ này. Vậy đạo ma hồn, còn không biết ở nơi nào, hắn người phụ nữ, sư trưởng, bằng hữu cũng gặp phải nguy hiểm. Hắn lại làm sao có thể bị kẹt ở nơi này cực sát chi quốc? Được, lão thương ngưng trọng mở miệng nói, đã như vậy,
Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem chuôi này sát kiếm, trực tiếp rút ra cũng được. Ở ngươi rút ra sát kiếm trong quá trình, chấn kiếm thạch sát khí, sẽ ngăn cản ngươi, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của ngươi, trừ vậy sát khí, còn có vô cùng là kinh khủng tà khí, xâm nhập thần hồn của ngươi bên trong, cho dù ngươi có niệm ma thân thể, muốn ngăn cản, cũng là vô cùng là khó khăn, thằng nhóc, làm xong chuẩn bị tâm tư. Diệp Thần hung hãn gật đầu một cái, ánh mắt phong tỏa chuôi này sát kiếm, một khắc sau, thân hình hắn động một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở chấn kiếm thạch đỉnh cấp chỗ. Hắn nặng tiếng quát to, đưa tay một cái, hướng vậy sát kiếm bắt đi, ở cực sát chi quốc mọi người, khó tin, gần như điên cuồng ánh mắt bên trong, nắm sát kiếm chuôi kiếm. Ầm một tiếng, phổ biên sát khí, tà khí phóng lên cao, đem Diệp Thần bóng người, ngay tức thì chìm ngập. Sát khí bên trong Diệp Thần, phát ra một tiếng gào thống khổ, cuồng trào cực sát chi khí, phảng phất lưỡi dao sắc bén vậy cắt hắn kinh mạch, cho dù có xích trần thần mạch bảo vệ, vẫn không cách nào chậm tách ra đau đớn của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thân thể, không bị cái này ngưng luyện vô cùng cực sát chi khí, hoàn toàn hủy diệt mà thôi. Cái này, đơn giản là tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng cực hình à. Bên trong thân thể, bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, là cảm giác gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người rợn cả tóc gáy chứ. Nhưng, để cho Diệp Thần không cách nào nhịn được, cũng không phải sát khí này mang tới thống khổ. Mà là vậy xâm nhập thần hồn tà khí. Diệp Thần trong mắt, không ngừng ở đỏ tươi cùng đen nhánh bên trong, thật nhanh biến hóa. Lấy thần hồn chi vững chắc, lại mơ hồ có nhập ma dấu hiệu. Vậy dần dần mất đi tự mình, rơi vào giết muốn vực sâu bên trong cảm thụ, mới là để cho Diệp Thần, nhất là sợ hãi và thống khổ. Ở hắn đầu óc bên trong, lại là điên cuồng chớp động một màn máu tanh hình ảnh. Một màn, nữ nhân mình yêu thích, mình tôn kính sư tôn, mình giống như tay chân giống vậy đồng môn, chết thảm ở dưới kiếm của mình hình ảnh. Mà để cho run rẩy phải, thấy những thứ này ở đầu óc bên trong, sôi trào hình ảnh lúc đó, Diệp Thần đáy lòng lại là dâng lên từng cơn sảng khoái. Tại sao có thể như vậy? Ta đã, nhập ma sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm thần đại động, nếu như hắn thật nhập ma, thật sẽ giết chết những cái kia mình người thương mà nói, hắn tình nguyện ở chỗ này, thừa dịp mình còn có lý trí lúc đó, tự mình kết thúc. Hắn đầu óc đã mất đi lão thương thanh âm. Thanh âm gì đều vô dụng. Lão thương thần niệm lực lượng tiêu tán rất nhiều, căn bản không phá nổi hết thảy các thứ này à. Mà đang ở sống chết để gặp, luân hồi mộ địa, một chuôi trôi lơ lửng trường thương liền rơi vào cự cung bên trên. Một đạo to lớn hư ảnh nổi lên. Chính là luân hồi mộ địa tân đại năng, Lăng Thiên mũi tên thần. Lăng Thiên mũi tên thần kéo ra cự cung, mũi tên nhọn hết sức khổ cực, như vực ngoại vẫn thạch bắn ra. Tựa như văng tung tóe thời không. Rất miễn cưỡng đem vậy vô tận sát khí và tà ý phá vỡ. Rồi sau đó, một tiếng quát chói tai, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên, tiểu tử. Vững chắc tâm thần, đây không phải là chính ngươi cảm thụ, là tà khí đang làm ma. Đây là tới từ Lăng Thiên mũi tên thần lần đầu tiên có lòng tốt nhắc nhở. Ở Diệp Thần trong đầu vang lên, chính là Lăng Thiên mũi tên thần thanh âm. Tiếng quát to này, vận dụng Lăng Thiên mũi tên thần một chút lực lượng, Diệp Thần vốn có chút hoang mang thần hồn, ngay tức thì thanh tỉnh lại. Như vậy nồng nặc tà khí và sát khí tổ hợp, thông thường mà nói, căn bản không cách nào phá vỡ. Nhưng Lăng Thiên mũi tên thần võ đạo ý, thậm chí xa xa mạnh hơn cuồng võ bá chủ. Thần quốc đã từng lời đồn đãi, đương Lăng Thiên mũi tên thần kéo ra cự cung, có thể phá mở vậy treo cao bầu trời mênh mông ngày tháng. Thậm chí có thể phá ra thất đại thần quốc giữa cách trở. Chính mắt làm chứng Lăng Thiên mũi tên thần một mũi tên oai người, võ đạo ý sắp có cực lớn tăng trưởng. Mục một mũi tên, thắng được tu luyện vạn năm. Diệp Thần nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, thấy được một cái to lớn nam tử hư ảnh. Nam tử người mặc khôi giáp, quanh thân trôi lơ lửng một chuôi trường thương cùng với cự cung. Hai tay chắp sau lưng, quanh thân tản ra để cho người không dám đến gần khí thế. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần biết, nếu như không có Lăng Thiên mũi tên thần ra tay. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Thiên mũi tên thần lắc đầu một cái, ta cứu ngươi, không có cần cầu ngươi cảm ơn.
chỉ là bởi vì, người còn sống, đối với ta có lợi. Chỉ như vậy mà thôi. Một giây kế tiếp, vậy thân ảnh khôi ngô liền tiến vào mộ bia bên trong. Diệp Thần thu hồi luân hồi mộ địa ý thức, ánh mắt rơi ở chung quanh. Thật là khủng khiếp tà khí. Nếu là không có Lăng Thiên mũi tên thần, ta có lẽ có thể chết. Diệp Thần cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này tà khí, có thể nói sợ hãi, hắn nhưng mà có niệm ma thân thể, không sợ tại bất kỳ ảo tưởng, mê hoặc à. Lại, vẫn là thiếu chút nữa trước liền cái này tà khí đạo. Lão Thương cũng là thở ra một hơi, thật sâu nhìn một cái tiếp tục yên lặng Lăng Thiên mũi tên thần mộ bia, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, dùng chân võ ý. Cái này tà khí nhập não, đúng lúc là một cái mài chân võ ý cơ hội. Diệp Thần âm thầm gật đầu, trầm giọng nói, chỉ ta Lăng Tiêu. Một cổ huyền diệu ý vận, ở Diệp Thần quanh thân tràn ngập, mơ hồ bên trong, cùng vậy mãnh liệt minh mông tà khí, lẫn nhau đánh vào. Cái này tà khí, nói cho cùng là do vô số thảm chết tại đây sát kiếm dưới vong hồn, oán niệm biến thành, cũng thuộc về ý vận một loại. Tự nhiên, có thể lấy chân võ ý tiến hành ngăn cản. Nhưng, càng ngăn cản, Diệp Thần liền càng kinh hãi. Cái này, kết quả là nhiều ít sinh linh, vẫn là vô cùng là cường đại sinh linh sau khi chết, mới có thể ngưng tụ ra tà niệm à. Hàng tỷ, trăm tỷ vạn. Cho dù lấy Diệp Thần ở đó chấn thần tháp bên trong, trải qua nhân ma đại chiến chui luyện ra được nghiêm nghị, cũng là rung động. Tiếp tục như vậy mà nói, cho dù hắn võ đạo ý cảnh, đã chạm tới chân võ tầng thứ, đều khó ngăn cản đi. Tình hình bây giờ, liền chỉ có đang cùng những thứ này mạnh mẽ sinh linh tà niệm đối kháng bên trong, đem hắn võ đạo ý cảnh, tăng lên nữa. Nhưng, làm như vậy không phải không có nguy hiểm. Nếu muốn một bên chống cự tà khí, một bên tăng lên chân võ ý, chỉ có đem tâm thần hoàn toàn chìm vào cái này ý vận chống lại bên trong. Nói như vậy, nếu như Diệp Thần thất bại, hắn thần hồn sẽ ngay tức thì bị vậy tà khí chìm ngập. Đến lúc đó, thì không phải là hắn nắm trong tay chuôi này sát kiếm, mà là chuôi này sát kiếm nắm trong tay hắn à. Còn nếu là toàn lực chống cự, mặc dù, có thể hắn chân võ ý, sẽ bị xông phá, nhưng, Lăng Thiên mũi tên thần hẳn còn sẽ đem hắn lần nữa thức tỉnh. Nếu như người bình thường, có thể sẽ chọn người sau chứ. Như vậy, càng ổn thỏa. Hơn nữa, chỉ cần chống đỡ đến đem cực sát chi khí hấp thu hầu như không còn, hắn vậy không cần thiết bất chấp lớn như vậy nguy hiểm, chấn phục chuôi này sát kiếm, không phải sao. Còn như cực sát chi quốc, sinh linh đồ thán, trở thành chuôi này sát kiếm huyết tế, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đâu. Cho dù cái này sát kiếm phá vỡ giới này, đến trong thần quốc, tạo thành vô số võ giả chết, vừa có thể như thế nào? Lấy Diệp Thần tốc độ tiến bộ, cho dù chuôi này sát kiếm, như thế nào đi nữa huyết tế, vậy không sánh bằng hắn chứ? Đến lúc đó, lại đem sát kiếm thu phục chính là. Nhưng, Diệp Thần, há lại là người bình thường. Hắn biết, mình võ ý chính là vĩnh không cúi đầu, chính là chỉ ta Lăng Tiêu. Nếu như, hắn ở chỗ này buông tha cùng cái này tà khí đối kháng. Như vậy, hắn liền lại cũng không có cơ hội, chiến thắng cái này tà khí. Thậm chí, tâm cảnh lên cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Diệp Thần quyết không cho phép như vậy sự việc, phát sinh ở trên người mình. Hắn ánh mắt chớp động nói, Lão Thương, nếu như ta đánh bại, mời ngươi dùng hết lực lượng, để cho ta tự bảo. Hắn, có thể cầm mạng mình mạo hiểm, nhưng là, tuyệt không thể cầm người phụ nữ mình đi mạo hiểm. Lão Thương trầm mặc một hồi. Trầm thấp mở miệng nói, ngươi yên tâm. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt buông lỏng một chút, ngay sau đó trong mắt, thoáng qua vẻ điên cuồng vẻ, nhếch môi sừng cười nói, 1000 tỷ mạnh mẽ sinh linh sau khi chết ngưng tụ mà thành oán niệm, tà khí. Coi như lại tới gấp đôi, lão tử cũng trấn áp cho ngươi xem. Chân võ ý, mở. Vô hình chấn động, ở Diệp Thần quanh thân bạo tản ra, hắn cặp mắt bên trong, thần quang buồn bã, toàn bức tâm thần. Cũng dung nhập vào võ đạo ý cảnh bên trong. Diệp Thần thần hồn, mở hai mắt ra, lúc này, hắn quanh thân không có một vật, chỉ có lũ lũ mây trắng, theo gió bay đáng, mà ở dưới chân của hắn, chính là muôn vàn tinh thần. Diệp Thần, đang đứng ở bầu trời cuối, đứng ở võ đạo trình độ cao nhất. Cái này, chính là Diệp Thần chân võ ý,
nơi biến ảo ra ý cảnh chi cảnh. Nhưng lúc này, ở nơi này bầu trời cuối, lại là có vô số đáng sợ, dữ tợn, không thể danh trạng khủng bố vật, mang theo cuồn cuộn huyết tinh khí, đôi mắt bên trong, vô cùng oán độc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hướng hắn gào thét tới. Những cái kia, chính là vô số sinh linh sau khi chết, oán niệm biến thành chi tà vật. Cái này loại tà vật, cũng không có thật thể, thậm chí liền linh thể đều không coi là, giới hồ vu tồn tại cùng không tồn tại bây giờ. Nhưng, cũng chính là vì vậy, mới hơn nữa khó có thể đối phó. Diệp Thần ánh mắt chớp động, cổ tay lộn, một chuôi do thuần túy võ ý, nơi biến ảo ra, ẩn chứa vô số ngôi sao trong suốt trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Giết! Hắn ánh mắt phong tỏa một đầu sông ở trước nhất tà vật, trường kiếm múa, mang một cổ phá thiên lăng tiêu, duy ngã độc tôn khí vận, hướng vậy tà vật chém điên cuồng đi. Muôn vạn ánh sao, theo Diệp Thần một kiếm này mà chớp động, chập chờn, toàn bộ võ đạo ý cảnh, ở Diệp Thần xuất kiếm ngay tức thì, đều tựa như biến thành một chuôi vô cùng băng hàn đoạt hồn lưỡi dao sắc bén. Một chuôi, cho dù là trời, cũng có thể chém một cái mất tuyệt thế kiếm. Mãnh liệt kiếm quang, ngay tức thì đem đầu kia tà vật bao phủ, kiếm quang bên trong tà vật, giống như mặt trời nóng rực xuống băng tuyết vậy, kêu thảm thật nhanh tan rã đứng lên. Nhưng, ngay tại lúc này, phốc thử, một tiếng vang nhỏ, từ Diệp Thần trên mình truyền ra. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, che ngực, ở hắn sau lưng, một đầu lớn lên giống như dáng vóc to bạch tuộc, nhưng sinh một đối với loài người chân dài quái vật, một cây xúc tu, đem Diệp Thần thân thể đánh xuyên. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một đạo vẻ độc ác, chặt chẽ nắm cây kia xúc tu, chút nào né tránh, lùi bước ý kiến cũng không có, vừa quay người, lại là một kiếm, hung hãn ngay đầu chém xuống. Một kiếm này, so sánh với trước khi một kiếm, lại là hơi ác liệt như vậy từng tia. Trong thoáng qua, Diệp Thần liền mất đi liền hai đạo tà niệm. Nhưng là, Diệp Thần quanh thân, còn có nhiều ít tà vật bóng dáng. Trăm tỷ, một ngàn tỷ, đếm, cũng đếm không hết à. Thật là một phiến tà niệm chi biển. Vậy một ngàn tỷ tà niệm, phát ra một tiếng oán khí ngất trời kêu rên, cả người tà khí đằng đằng, đem toàn bộ võ đạo ý cảnh, cũng lấp đầy. Một khắc sau, vô số đạo oán niệm, hóa thành răng nhọn, hóa thành móng nhọn, hóa thành trường kiếm, hóa thành nọc độc, đem Diệp Thần thần hồn hoàn toàn chìm ngập. Lúc này, trong hoàng cung, tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn thứ 12 khu truyền ảnh tinh. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần vẫn đứng lặng tại trấn kiếm thạch đỉnh cấp, tay cầm sát kiếm chuôi kiếm, chút nào không tùng. Đen thui như mực sát khí lăn lộn bây giờ, mơ hồ có thể thấy Diệp Thần vậy hơi có vẻ trắng bệch, thần sắc vô cùng là ngưng trọng gương mặt. Thỉnh thoảng, còn có một đạo đạo hắc khí, từ gương mặt bên trên thoáng qua. Loại bệnh trạng này, trong cung mọi người, vô cùng quen thuộc. Đó là thân thể, mau muốn không chịu nổi sát khí dấu hiệu. Bất quá, lúc này, nhưng không có một người, dám có một chút nào, khinh thị Diệp Thần chi tâm. Bởi vì, hôm nay, Diệp Thần đã ước chừng ở nơi này trấn kiếm thạch đỉnh cấp, nán lại đến gần nửa giờ à. Ở sát khí này căn nguyên, ước chừng hấp thu gần nửa canh giờ cực sát chi khí. Thậm chí, liền trấn kiếm thạch bên trên, tản ra sát khí độ dày, cũng thấp xuống vô số lần. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần đã hấp thu nhiều ít sát khí, nói không khoa trương, Diệp Thần một người hấp thu sát khí hàm lượng, có thể so tất cả thánh sứ, dù sao cũng năm cố gắng, còn muốn cao hơn không thiếu. Bây giờ Diệp Thần, bất luận hắn phải chăng có thể sống đi ra, cũng đã là cực sát chi quốc mọi người trong suy nghĩ anh hùng. Không ít người đã bắt đầu là Diệp Thần mà cầu nguyện. Những thứ khác 11 cái khu vực, đã hoàn thành rõ ràng sát, thánh sứ cửa rối rít trở lại lối vào. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, thánh địa thì phải lần nữa mở cửa, mà Diệp Thần nếu như bỏ lỡ. Có lẽ, Diệp Thần ở trong thánh địa nán lại một năm, cũng sẽ không chết, nhưng là, người bất kỳ cũng nhìn ra được, Diệp Thần trạng thái bây giờ, thật không tốt, cơ hồ ngay tại thân thể ranh giới tan rã. Cho dù hắn hút khô trấn kiếm thạch, trong thánh địa còn sót lại sát khí, vẫn là vô cùng kinh khủng, lấy loại trạng thái này, nán lại một năm, có thể nói, vô cùng nguy hiểm. Diệp công tử, Du Tuyền Nhi không nhịn được hô hô lên, cho dù, nàng biết trong thánh địa Diệp Thần căn bản nghe không gặp.
Diệp công tử, mau ra đây à? Thánh địa, muốn đóng cửa. Một bên Minh Phi mặt lộ vẻ cười nhạt vẻ, đi ra. Loại trạng thái này, còn muốn đi ra. Đáng giận tiểu tử, đây là thượng thiên đối với ngươi trừng phạt, để cho nhi tử ta chịu nhục trừng phạt. Ngươi sẽ chết ở đó trong thánh địa đi. Bất quá, lúc này, coi như là nàng, cũng không dám ra lại nói châm chọc, như vậy sẽ phạm nhiều người giận. Trong thánh địa, Diệp Thần chân võ ý, cùng vậy tà niệm va chạm, nhưng là bộc phát kịch liệt. Ở đó thương khung cuối, tràn ngập vô số ngôi sao mảnh vỡ, đó là bởi vì Diệp Thần cùng tà vật chiến đấu, mà tạo thành. Nếu như cái này ý cảnh chi cảnh ở giữa tinh thần, hoàn toàn mất đi, cũng chỉ đại biểu Diệp Thần võ đạo ý cảnh hỏng mất. Bất quá! Trong hư không nổi lơ lửng, không chỉ có chỉ là tinh thần mảnh vỡ. Còn có vậy đếm lấy 1.000 tỷ nhớ, đếm cũng đếm không hết tà vật tàn thi. Lúc này, Diệp Thần thần hồn nhìn như tàn tạ không chịu nổi, hơn nữa đạm bạc mấy phần, hiển nhiên, cùng như vậy khổng lồ tà niệm đối kháng, để cho hắn thần hồn, đều bị thương tổn không nhỏ, không chỉ là hắn thân thể, liền thần hồn, đều đến cực hạn. Nhưng, hắn ánh mắt nhưng ngược lại ác liệt rất nhiều. Ở trước người của hắn, chỉ còn lại có một đầu tà vật, cuối cùng một đầu. Cái này tà niệm, nhìn qua vạn phần quỷ dị, lại là so với kia vô số bị Diệp Thần chém giết tà niệm, càng kinh khủng hơn, vặn vẹo, không thể danh trạng. Nó nhìn qua, cùng nhân loại tương tự, nhưng, hắn cả người trên dưới, nhưng qua loa sinh trưởng vô số tay chân, mà nửa người dưới, vậy tay chân rừng cây bên trong, nhưng là một cái đầu lâu. Một viên xấu xí đến không cách nào hình dung đầu lâu. Càng làm cho người ta thêm sống lưng phát rét chính là, cái này vô số tay chân bên trên, còn dài từng hạt tròn nhô ra, mỗi một nhô ra bên trên, đều là một tấm nhỏ xíu khuôn mặt. Xấu xí, dữ tợn cực kỳ khuôn mặt. Diệp Thần không có lập tức động thủ, mà là cùng cái này tà niệm biến thành vật, đối mặt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn ở cảm ngộ, cùng cái này vô số tà niệm va chạm. Hắn chân võ ý, đến ranh giới tan rã, nhưng cũng là thăng hoa bên bờ. Phá rồi sau đó lập. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần trong lòng, mơ hồ có một chút hiểu ra, trường kiếm trong tay bên trong ánh sao, tựa như cùng Diệp Thần tâm cảnh, tương hô ứng vậy, ngay tức thì sáng chói. Xua tan hắc ám, những cái kia tà vật tàn thi, ở ánh sao bên trong, rối rít tiêu tán, Diệp Thần sau lưng, hiển lộ ra một ngôi sao. Một viên màu thủy lam tinh thần. Nơi đó, là Diệp Thần trong lòng, sau cùng cố thủ. Vậy tà vật tựa như bị kích thích, tay chân trên vô số khuôn mặt, phát ra tiếng tiếng thê lương kêu rên, tà khí như nhịn mấy chục ngàn năm đói bụng ma thú vậy, gầm thét, điên cuồng trước, hướng Diệp Thần cuồng dũng tới. Diệp Thần mặt không đổi sắc, cho dù, hiện tại hắn tình trạng, vô cùng nguy hiểm. Một cái không tốt, liền sẽ hình thiêu thần diệt. Một khắc sau, kiếm quang giật mình, quang diệu chín tầng trời. Đi đôi với kiếm quang này, Diệp Thần quanh thân cảnh sắc, dần dần nổi lên biến hóa. Một vòng nắng gắt, từ Diệp Thần sau lưng dâng lên, vô tận hắc ám tiêu tán, hóa thành xanh thẳm, nguyên bản, hẳn thân ở thương khung cuối, võ đạo cực hạn Diệp Thần, lúc này, nhưng tựa như trở lại hết thảy khởi điểm. Một cái, truyền thuyết bắt đầu địa phương. Thì ra là như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm một câu, vậy cuồn cuộn tà khí, cùng kiếm quang xảy ra va chạm, nhưng là xem lửa gặp nước vậy, ngay tức thì mất đi, hóa thành khói xanh tiêu tán ở nơi này trong bầu trời. Ngươi, giải thoát. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo tà niệm, nhàn nhạt nói, nháy mắt tức thì, tà niệm liền bị kiếm quang chìm ngập, nhanh chóng tiêu tán trước. Mơ hồ bên trong, Diệp Thần bên tai, vang lên một tiếng khẽ nói. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần im lặng chốc lát, mắt nhìn xuống dưới chân nhà chọc trời, mạng nhện vậy, phân bố mặt đất quốc lộ đường xe. Nơi này, là hắn quen thuộc nhất hết thảy. Hắn thấy được Hoa Hạ, thấy được Ninh Ba, thấy được Vân Hồ Sơn Trang. Vân Hồ Sơn Trang tiệc bên trên, mình bị mẫu thân đẩy xuống liền hồ Đông Tiền. Mẫu thân vậy hy vọng Diệp Thần sống tiếp ánh mắt, vẫy không đi. Còn có vậy Lâm Giác Long, nắm trong tay vạn vật. Không thể một đời ánh mắt. Hắn dư quang đảo qua, hơi bất ngờ, hắn phát hiện một người khác. Phụ thân bên người, có một cái bé gái ánh mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy.
Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, Vân Hồ Sơn Trang bắt đầu, không chính là cái này bé gái tạo thành sao? Phụ thân vì cứu cái này bé gái. Mặc dù ban đầu Lâm Tuyệt Long đối phó Diệp gia có những nguyên nhân khác. Nhưng cái này bé gái ở Vân Hồ Sơn Trang đúng là một cây đạo đường dây nóng. Nhiều năm như vậy, Diệp Thần thậm chí muốn quên cái này bé gái. Lại không nghĩ rằng sẽ vào lúc này lại nghĩ tới. Chủ yếu là cái này bé gái quá cổ quái. Vậy dưới tình huống, cái này bé gái ở thời điểm này không phải hẳn khóc sao? Vì sao sẽ như vậy rửng rưng? Giống như lạnh nhạt sống ở thế gian. Chẳng lẽ nàng chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương nói khối kia hoa hạ luân hồi huyền bi? Diệp Thần lắc đầu một cái, cảm giác mình ý tưởng thật sự là lời nói vô căn cứ. Nói không chừng là người khác. Vẫn là cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương phân thân ở Hoa Hạ đạt được đầu mối mới được. Dưới mắt trước từ nơi này đi ra ngoài hãy nói đi. Chớ quên bản tim. Hắn khẽ nói một câu, trong nháy mắt, điểm điểm tinh quang, hiện lên ở trên bầu trời, tựa như thần linh vậy, bảo vệ ý cảnh bên trong vạn vật. Võ, là sát lục chi đạo, mà lấy võ lăng tiêu, nếu không phải thủ bản tim, cùng chỉ biết giết hại ác ma, lại có cái gì khác biệt. Tìm về bản tim, nói đến đơn giản, có thể làm, thật đơn giản sao? Vậy, là một loại chân chính trở lại nguyên trạng, đại đạo chí giản. Cái này loại hiểu ra, không chỉ là biến hóa của tâm cảnh, đã thay đổi Diệp Thần võ đạo, vũ kỹ mọi phương diện. Cái này, là một loại xu hướng tại hoàn mỹ tiến hóa. Cầm ta bản tim, lấy thành hỏi, dù cho muôn vàn tà niệm phân tạp, thì như thế nào có thể dao động ta tâm phân chút nào? Giờ khắc này, Diệp Thần chân võ ý, hoàn toàn thăng hoa. Trong thánh địa, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, vậy đôi trong suốt tròng mắt bên trong, đã là một phiến trong sạch vẻ. Hắn hít sâu một hơi, ý niệm chuyển động, cả người kim quang dòng nước chảy, liền đem vô tận sát khí, rối rít chấn áp. Vậy chấn kiếm thạch trên hắc phụ, ngay tức thì quét một cái sạch. Mà Diệp Thần, cánh tay chậm rãi nâng lên. Đem chuôi này Trần Phong dù sao cũng năm thượng cổ sát kiếm, từ chấn kiếm thạch bên trong, chậm rãi rút ra. Vậy ngay tại lúc này, thánh địa lối vào hắc mang chớp mắt, hoàn toàn biến mất. Hai tiếng đã qua. Cái này thánh địa, lại là lần nữa đóng cửa. Trong hoàng cung, Dụ Tuyền Nhi mắt đẹp bên trong một phiến ảm đạm, ngơ ngác nhìn vậy đã rơi vào bóng tối truyền ảnh tinh. Diệp Thần, lại thật bị nhốt ở trong thánh địa. Nàng thậm chí không nhìn thấy Diệp Thần cuối cùng rút ra sát kiếm một màn, truyền ảnh tinh liền lâm vào hắc ám. Chung quanh một đám quan viên, đại thần, đều là lắc đầu, than thở, toàn bộ cực sát chi quốc, cũng tràn ngập lên liền bi thống không khí. Lúc này, không khí bên trong sát khí độ dày, rõ ràng thấp xuống vô số lần, nhưng không có một người vui sướng, hoan hô, bọn họ cũng bởi vì Diệp Thần hy sinh, mà trầm mặc. Chỉ có mấy cái như vậy người. Là ngoại lệ. Minh Phi trên mặt mừng như điên, cũng sắp không nén được, bất quá, nàng vẫn còn ở hết sức biểu hiện được bi thương, khổ sở, tựa như thật ở tưởng nhớ Diệp Thần vậy. Mà cực sát chi quốc đế vương, nhìn như đau thương vô cùng, con mắt nhưng là tỏa sáng lấp lánh, làm nhục ta hoàng tộc người, quản ngươi là ai, cũng được trả giá thật lớn. Long tỷ tỷ, Dụ Tuyền Nhi, hướng Long Tĩnh Nghiên nhìn, nhưng là sững sốt một chút. Mắt đẹp ngay tức thì hiện ra vẻ không hiểu. Lúc này Long Tĩnh Nghiên, nhìn như lại là so Dụ Tuyền Nhi hơn nữa tuyệt vọng, thống khổ, không cách nào tiếp nhận. Nàng đạo tâm, tựa hồ cũng đến gần ranh giới tan rã, mặt tuyệt mỹ bàng lên, một phiến sát trắng, lặp đi lặp lại nỉ non, không thể nào, cái này không thể nào. Dụ Tuyền Nhi tú nhíu mày một cái, đây là chuyện gì xảy ra? Lấy nàng biết rõ. Long tỷ tỷ coi như kính nể Diệp Thần là cực sát chi quốc hy sinh, cũng sẽ không tuyệt vọng đến loại này chứ. Hơn nữa, Long tỷ tỷ và Diệp Thần quan hệ, hiển nhiên không tốt bao nhiêu, trước ở Tuyền Tim trong tử cung bảo vệ Diệp Thần, thà nói là đang bảo vệ Diệp Thần, ngược lại không như nói là đang bảo vệ hoàng tộc và cực sát chi quốc. Có thể hiện tại, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn như, Long Tĩnh Nghiên, lại là thật muốn bởi vì Diệp Thần hãm thân thánh địa. Mà tuyệt vọng đến không cách nào tự kiềm chế vậy. Thằng nhóc, người thành công. Lão Thương thanh âm, ở Diệp Thần trong đầu vang lên, mang nồng nặc vui vẻ. Thật là nặng. Trong thánh địa,
Diệp Thần hơi tay cầm sát kiếm, hơi biến sắc mặt, cái này thanh trường kiếm, lại là vô cùng nặng nề, hắn sức nặng vượt qua xa thanh liên diệt thiên kiếm. Mặc dù, còn không có vượt qua Diệp Thần cực hạn, nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng là không thể không đem chuôi này sát kiếm, tạm thời cắm vào bên người. Trường kiếm bữa đất ngay tức thì, toàn bộ thánh địa, đều là một hồi kịch liệt lay động, lớn hơn hiện đạo đạo liệt ngân, có thể gặp cái này sát kiếm sức nặng, kinh khủng dường nào. Sở dĩ, sát kiếm không có vượt qua Diệp Thần cực hạn, Diệp Thần vẫn muốn buông xuống nguyên nhân, là hắn mặc dù rút ra sát kiếm, hút hết liền trấn kiếm thạch cực sát chi khí, nhưng mà, sắc mặt nhưng đặc biệt khó khăn xem. Hắn lúc này hơi thở, vô cùng là không đúng. Diệp Thần làm trấn đè tà khí, toàn bức tâm thần, đắm chìm chân võ ý cảnh bên trong, cùng đối kháng, mặc dù, cuối cùng thành công để cho chân võ ý, đạt được tăng lên, nhưng... Hắn cùng tà khí đối kháng lúc đó, tiêu hao quá lớn, căn bản không có dư lực, chiếu cố đến mình thân thể. Mất đi hắn ý chí bả khống, luyện hóa, thân thể mặc dù dựa vào nghịch thiên sinh mệnh lực, cùng với luân hồi huyết mạch, chịu đựng được cực sát chi khí, nhưng lúc này Diệp Thần trong cơ thể, đã bị sát khí đánh vào đến cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn toàn thân bên trên, trải rộng vô số đạo đen nhánh mạch máu, lúc này đang gắt gao cắn răng, cả người khẽ run. Đang đem hết toàn lực trấn áp trong cơ thể cực sát chi khí, hắn nghe được lão thương thanh âm, miễn cưỡng mở miệng nói. Lão thương, ta bây giờ trạng thái thân thể, không thể tiếp tục ở chỗ này trong thánh địa, nơi này còn sót lại sát khí quá nồng đậm, chỉ là trấn áp trong cơ thể ta cực sát chi khí, cũng đã muốn đến cực hạn. Vậy thánh địa cửa, đóng cửa sao? Lão thương nói, ở ngươi rút ra sát kiếm một khắc trước, đóng cửa. Đáng chết! Diệp Thần trong mắt ngay tức thì âm trầm xuống nói, hiện tại, làm thế nào? Lão thương trầm ngâm nói, thằng nhóc, ngươi hiện tại đã hấp thu số lượng cao cực sát chi khí, hơn nữa, ngươi chân võ ý, lần nữa lấy được thăng hoa. Hôm nay, lại có chuôi này sát kiếm gia trì, cái này thánh địa bản chất, cùng cực sát chi quốc không gian phong ấn giống nhau, ngươi hiện tại hẳn đã có kích phá cửa kia thực lực. Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Bất quá cái gì? Lão thương thở dài một cái nói, lấy ngươi trạng thái bây giờ, nếu như cưỡng ép động thủ nhất kích, có thể sẽ không cách nào khống chế trong cơ thể mãnh liệt sát khí, đến lúc đó, cho dù ngươi có thể cố chịu, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nếu như lúc này, có người đối với ngươi xuất thủ. Diệp Thần sắc mặt thay đổi mấy lần, bất quá rất nhanh, hắn hai tròng mắt bên trong, liền hiện lên kiên quyết vẻ nói, vậy. Cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ở chỗ này đợi tiếp, chỉ có thể chờ chết thôi. Không gấp, thằng nhóc, trước thật tốt cảm thụ một chút, chuôi này sát kiếm lực lượng. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng trong tay sát kiếm, duỗi tay kéo một cái, đem lên loang lổ xóa đi, một đạo hàn quang, ngay tức thì đau nhói Diệp Thần hai tròng mắt. Kiếm tốt, Diệp Thần không nhịn được, khen ngợi một tiếng. Đen nhánh trên thân kiếm. Vô số màu máu phù văn, cho dù trải qua mấy chục triệu năm, vẫn hoán phát đậm đà trói lọi, cái này sát kiếm, cũng không chỉ là sức nặng, vượt qua xa thanh liên diệt thiên kiếm. Sát kiếm và thanh liên diệt thiên kiếm không giống nhau, nhưng là chân chính thượng cổ, thậm chí là thời đại viễn cổ binh khí à. Hắn tản ra từng cơn cổ xưa, giết hại hơi thở, cùng với cường hãn đến để cho người không dám tin tưởng là do một chuôi binh khí tản ra năng lượng ba động. Cho dù là Diệp Thần, cũng là âm thầm làm kinh hãi không thôi. Trong bảy đại thần quốc, cũng không biết có thể hay không tìm lại ra một chuôi, có thể cùng sát kiếm giống vậy tầng thứ vũ khí. Không đúng, còn có một chuôi. Đó chính là nhâm tiền bối tặng cho mình dáng trần hàng long kiếm. Đáng tiếc đã đứt. Dựa theo nhâm tiền bối ý kiến, là dùng cái này sát kiếm cho dáng trần hàng long kiếm tân sinh. Diệp Thần đang suy tính như thế nào dung hợp hai thanh kiếm lúc đó, dị biến nổi lên. Ngay tại sát kiếm kiếm quang lóng lánh ngay tức thì, lão thương nhưng là bỗng nhiên khẽ quát một tiếng nói, thằng nhóc, chú ý. Diệp Thần con người co rúm một cái, sát kiếm bên trên, chợt bộc phát ra một cổ tuyệt mạnh thần niệm lực, tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, khẽ nhíu mày. Lão thương gặp Diệp Thần không có sao. Mới hơi thở phào nhẹ nhõm hỏi, thằng nhóc, thế nào? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, chuôi này sát kiếm, lại là một chuôi vượt qua tuyệt khí đạo khí.
hơn nữa còn là thượng cổ đạo khí. Hơn nữa, cái này kiện thượng cổ đạo khí, có uy năng, chính là phệ hồn. Cái gì? Lời vừa nói ra, liền liền lão thương, đều kinh hãi à. Thượng cổ đạo khí, cho dù ở thượng giới, cũng là vô cùng là hiếm thấy tồn tại à. Thượng cổ đạo khí có đạo vận, là một loại cực hạn quy luật lực, có thể so với chân võ ý tồn tại. Huống chi, phệ hồn cái này loại thuộc tính, quá hiếm thấy, vậy quá mạnh mẽ. Phệ hồn, nhưng mà có thể thông qua chém chết sinh linh, cướp đoạt hồn phách, cường hóa tự thân uy năng đạo vận à. Chỉ là, cái này thượng cổ đạo khí uy năng, hơn nửa bị phong ấn, nếu là muốn giải trừ phong ấn, có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, dựa vào phệ hồn chi đạo lực lượng, chiếm đoạt cường giả hồn phách, chậm rãi ăn mòn phong ấn, chỉ là làm như vậy, vô cùng chậm chạp, hơn nữa, ít nhất cũng phải là hỗn độn cảnh cường giả và thiên thần cảnh cường giả, mới có hiệu quả. Cái thứ hai biện pháp, thì là tìm ra chế tạo chuôi này sát kiếm tên kia cổ xưa tồn tại. Tìm được tên kia cổ xưa tồn tại, tên kia cổ xưa tồn tại, chẳng lẽ không phải là đang ngủ say bên trong? Lão thương hơi kinh ngạc nói, ngươi biết tên kia cổ xưa tồn tại, chỗ ở vị trí sao? Diệp thần lắc đầu nói, vị trí cụ thể, còn không biết, còn như tên kia cổ xưa tồn tại, hắn hẳn đã chết. Bất quá, để lại một món tàn hồn, tựa hồ bị phong ấn ở liền nơi nào đó. Hiện tại, duy nhất có thể khẳng định là, vậy cổ xưa tồn tại tàn hồn bị phong ấn chỗ, hẳn không ở thần quốc, hơn nữa cách thần quốc không xa. Nếu như tới chỗ đó, sát kiếm hẳn sẽ có phản ứng đi. Thì ra là như vậy, bất quá, nếu là thượng cổ đạo khí, cho dù bị phong ấn phần lớn lực lượng, chắc tuyệt không phải tuyệt khí có thể so chứ. Diệp thần nghe vậy, cho dù hôm nay đang liều mạng được áp chế trong cơ thể cực sát chi khí, khóe miệng, còn chưa do được nâng lên vẻ tươi cười nói. Cái này sát kiếm hôm nay uy năng, tuyệt không có ở đây bất kỳ tuyệt khí dưới, đủ ta hiện đang sử dụng. Vừa nói, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, mạch máu bên trong hắc khí, ngay tức thì một nồng. Cực sát chi khí, lại là có bùng nổ khuynh hướng. Nguy hiểm thật, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cặp mắt bên trong mơ hồ tách thả ra kim quang, luân hồi huyết mạch điên cuồng vận chuyển, cuối cùng lần nữa đem vậy cực sát chi khí, chấn áp xuống. Hắn ánh mắt trầm xuống nói, không thể kéo dài được nữa. Lúc này, thân hình một cái chớp động, liền đi tới 12 khu lối vào. Hắn hít sâu một hơi, bề mặt bên trên, 7 tầng huyết quang, điên cuồng bùng nổ, huyết quang bên trên là đậm đà đến cơ hồ muốn hóa là thực chất kim mang. Mà ở quanh thân, cuồn cuộn đen thui như mực, đậm đà ngưng luyện tới cực điểm sát khí lượn lờ, giống như từng cái kinh thế ma long. Tản ra làm người ta linh hồn run rẩy sát ý. Vậy, là đối với Diệp Thần sát ý. Dâng trào vô biên linh lực động một cái, những sát khí này liền bắt đầu ở kinh mạch bên trong dao động, mơ hồ đều phải chấn không đè ép được. Mà Diệp Thần cả thân màu đen mạch máu, vậy càng ngày càng nhiều, thậm chí, đều bắt đầu tan vỡ, chảy máu. Nhưng dù vậy, Diệp Thần con mắt, nhưng là càng ngày càng sáng ngời. Tuyệt mệnh chân võ ý. Ngưng tụ vào sát kiếm kiếm phong bên trên, huyết sắc kia phù văn, ngay tức thì bị kích hoạt vậy, toát ra chói mắt cực kỳ huyết quang. Huyết quang kia, thậm chí ở trong phút chốc, liền đem toàn bộ thánh địa, nhuộm thành liền màu máu. Mà đi qua thăng hoa chân võ ý, nhưng là ở đen nhánh kiếm phong bên trên, mạ lên một tầng vô cùng sáng chói tinh huy. Tựa như, một kiếm này bên trong, hàm chứa chu thiên gia tinh, vũ trụ vạn vật vậy. Thân thể cơ hồ ở vào bên bờ tan vỡ Diệp Thần, gương mặt bên trên, hiện ra một đạo cười điên cuồng ý nói, thượng cổ đạo khí. Có thể, không nên để cho ta thất vọng à. Một khắc sau, cái này hàm chứa chấn động tủng lực lượng một kiếm, ầm ầm ra. Chỉ ta lăng tiêu, đồ thần phá thiên. Gia tinh run rẩy, vạn giới mất đi, lăng tiêu kiếm quang, chém hết tất cả. Trong hoàng cung, một đạo tuyệt cường khí tức, chợt dâng lên. Cho dù là những cái kia thực lực hơn người thánh sứ, đều là sắc mặt cuồng biến, hướng hơi thở kia dâng lên phương hướng nhìn, thân thể lại là không bị khống chế được khẽ run. Mà những người khác, thậm chí đều phải bò lổm ngổm trên đất, nếu không phải đỡ nhau, ở hơi thở này bên trong, đều phải hoàn toàn sụi lơ à. Ngay lập tức bây giờ, hơi thở thu liếm, một người đầu tóc bạc trắng, ánh mắt âm trầm, sinh cái mũi ưng,
khí thế vô cùng uy nghiêm ông già, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong cung mọi người thấy vậy, đều là sững sốt một chút, một khắc sau, không một ngoại lệ hướng về phía đạo thân ảnh kia, quỳ lạy, cho dù là cực sát chi quốc đế vương, cũng không có ngoại lệ. Bọn họ rối rít hướng về phía lão kia người, cung kính cực kỳ thi lễ nói, bái kiến lão tổ tông. Vậy âm trầm ông già quét bọn họ một mắt, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Cực sát chi quốc đế vương, đi trước sau khi đứng dậy, những người khác mới dám đứng lên. Lúc này, đế vương mặt đầy mừng rỡ, vẻ kích động địa đối hoàng thất lão tổ tông, ngài lần này bế quan thực lực lại có tăng lên. Thật đáng mừng à. Ông cụ này, cả người tản ra cho dù là hỗn độn cảnh tầng 6 thiên võ người, cũng làm sợ hãi hơi thở, bất ngờ, là một người hỗn độn cảnh 7 tầng thiên siêu cấp cường giả. Bước vào hỗn độn cảnh hậu kỳ, thực lực, so sánh với trung kỳ, giai đoạn trước, lại là sẽ có một cái bay vọt kiểu tăng lên à. Đừng xem 6 tầng thiên và 7 tầng thiên chỉ là một cấp, nhưng cấp này, phần lớn người tu luyện, có thể phải mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm à. Hơn nữa cái này cùng lão tổ tông ở 7 tầng thiên nội tình cực kỳ khủng bố à. Cái này hoàng thất lão tổ cho dù đặt ở thần quốc, đều có thể tính là một người lão tư cách cường giả chứ. Mà lúc này, ông cụ này nhưng là cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn vậy phiến toàn thân đen nhánh thánh địa cửa. Hắn mặc dù không có tới dự lễ, nhưng, lấy hắn tu vi, nhưng là rõ ràng cảm giác được, cái này trong thánh địa nổi lên biến hóa gì. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cực sát chi quốc, cũng lâm vào chấn động kịch liệt bên trong. Bên trong hoàng cung, không thiếu lấy cực phẩm linh tài xây dựng mà thành kiến trúc. Ở nơi này chấn động bên trong, lại là rối rít bắt đầu sụp đổ. Xoẹt một tiếng, tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi quay đầu lại, nhìn về phía vậy phiến tất cửa đen lớn. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tại sao trong thánh địa, sẽ xuất hiện như vậy dị động? Đột nhiên bây giờ, bọn họ nghĩ tới một người nam tử. Một người không thuộc về cực sát chi quốc, nhưng ở cực sát chi quốc, sáng lập vô số kỳ tích, cuối cùng bị kẹt ở trong thánh địa nam tử. Chẳng lẽ, là Diệp Thần? Mặt của mọi người sắc đều thay đổi. Biến thành giữa trời đất, nhất là sợ hãi màu sắc. Diệp Thần, không có chết. Không những không có chết, thật giống như còn muốn đem vậy thánh địa cửa, trực tiếp đánh bể à. Ở cực sát chi quốc trên lịch sử, bị kẹt ở trong thánh địa thánh xứ rất nhiều, nhưng, cho tới bây giờ không có ai, có thể đánh tan thánh địa cửa à. Đừng nói đánh tan, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể hiện tại, một màn này liền phải xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ở nơi này cái ngay tức thì, rắc rắc tiếng, từ đen nhánh kia trên cửa vang lên, vô số vết rách ở trên cửa, nhanh chóng tràn đầy kéo dài trước. Không gian chi lực, bung ra, trong hư không qua lại lôi quang, từ vậy kẽ nứt bên trong, điên cuồng phun trào. Ầm ầm một tiếng vỡ vang lên, vậy đạo từ xưa tới nay. Liền ở cực sát chi quốc tồn tại tất cửa đen lớn, liền biến thành nghiền. Cửa bên trong, xuất hiện một đạo vặn vẹo vết nứt không gian, một người chàng trai bóng người, đi đôi với lôi quang lóng lánh, hạ xuống ở nơi này trong hoàng cung. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Tất cả mọi người, đều là khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần. Hắn, lại còn sống. Hơn nữa, còn trực tiếp đem thánh địa cửa đánh nát, từ trong thánh địa đi ra. Ngu, thấy một màn này người, cũng hoàn toàn ngu. Lúc này Diệp Thần, vừa rơi xuống đất, nhưng là chợt khạc ra búng máu tươi lớn. Thậm chí, đều không cách nào thật tốt đứng, thân hình thoát một cái, tay cầm sát kiếm, nửa quỳ xuống, kịch liệt thở hào hển. Hắn đang đem hết toàn lực, áp chế sao động cực sát chi khí. Vậy, đó là sát kiếm. Trong hoàng cung. Một tên quý tộc nhìn về phía Diệp Thần trong tay chuôi này toàn thân đen nhánh, minh in màu máu phủ văn, tản ra vô cùng sợ hãi, làm người sợ hãi hơi thở trường kiếm. Đó không phải là chấn kiếm thạch lên, chấn áp vạn cổ sát kiếm sao? Truyền thuyết bên trong, cực sát chi quốc, ý nghĩa tồn tại hiện tại rơi vào Diệp Thần trong tay. Tất cả mọi người, đều là hai tròng mắt rung động nhìn về phía Diệp Thần trong tay thanh trường kiếm kia. Mà đứng bất động ở giữa không trung bên trong hoàng thất lão tổ, một đôi âm lãnh tròng mắt bên trong, lại là bộc phát đậm đà đến cơ hồ muốn hóa là thực chất vẻ tham lam.
Dù Tuyền Nhi nhưng là bất kể như vậy nhiều, mắt đẹp rưng rưng hoan hô một tiếng, liền hướng Diệp Thần chạy đi, nàng đỡ Diệp Thần nói, Diệp công tử, người như thế nào? Diệp Thần cắn răng, nhẹ thở ra một hơi nói, không sao, mang ta rời đi nơi này. Khá tốt, cực sát chi khí, mặc dù thuộc về trạng thái bùng nổ, làm hắn trọng thương, nhưng, tạm thời bị hắn trấn áp lại, chỉ muốn tìm một nơi an toàn, đem từ từ luyện hóa, dựa vào Diệp Thần vậy không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, khôi phục không hề mệt khó khăn. Đây là, Long Tĩnh Nghiên cũng là thân hình chớp mắt, đi tới Diệp Thần bên người, mắt đẹp có chút phức tạp ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Không thể thả hắn đi. Lúc này, một đạo oán độc phụ nhân thanh âm, ở trong hoàng cung bỗng nhiên vang lên. Minh Phi đi ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, Du Tuyền Nhi, Long Tĩnh Nghiên ba người nói, không thể thả hắn đi. Người ngoại lai này, phá hư thánh địa cửa, hiện tại, còn muốn mang ta đi cực sát chi quốc, bảo vệ chục triệu năm sát kiếm. Cái này, là đối với hoàng thất, thậm chí toàn bộ cực sát chi quốc làm nhục. Du Tuyền Nhi, Long Tĩnh Nghiên hai cô gái, nhìn Minh Phi đều là mặt đẹp một trắng. Một khắc sau, Du Tuyền Nhi mắt đẹp bên trong, tràn đầy lửa giận chừng hướng Minh Phi nói, người nói gì sao? Không thể thả Diệp công tử đi. Người biết Diệp công tử là chúng ta cực sát chi quốc, làm cái gì không? Hắn, là chúng ta cực sát chi quốc từ trước tới nay, anh hùng vĩ đại nhất à? Từ bây giờ về sau, cực sát chi quốc dân chúng, cũng không cần lại là cực sát chi khí gia tăng, mà lo lắng sợ hãi liền à? Người lại nói không thể thả hắn đi, người còn muốn điểm mặt sao? Mọi người nghe vậy, một hồi trầm mặc. Du Tuyền Nhi xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía cực sát chi quốc đế vương nói, phụ hoàng, mời ngài là Diệp công tử chủ trì công đạo. Nhưng mà, cực sát chi quốc đế vương, nhưng là thần sắc lạnh như băng, lãnh đạm nhìn Du Tuyền Nhi, trầm giọng nói, Tuyền Nhi, ngươi làm sao đối với Minh Phi nói lời như vậy? Cái gì? Du Tuyền Nhi, không dám tin nhìn mình phụ hoàng, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ thất vọng. Liền phụ hoàng cũng phải nhằm vào Diệp công tử. Tại sao? Diệp công tử không phải cứu vớt vô số cực sát chi quốc quốc dân, đem khốn khổ bổn quốc dù sao cũng năm tai khó giải quyết, sáng lập kỳ tích sao? Tại sao, hiện tại những người này sẽ đối hắn ân đền oán trả? Long Tĩnh Nghiên cắn chặt hàm răng, mắt đẹp bên trong, thoáng qua một chút do dự vẻ, nàng dìu đỡ Diệp Thần, nhỏ giọng nói, ngươi, còn có thể đi sao? Diệp Thần lúc này, bị vậy cuồng bạo sát khí hành hạ được mồ hôi đầy người. Hắn miễn cưỡng ngước mắt lên, nhìn lướt qua vậy mắt nhìn xuống mình hoàng thất lão tổ, mặt lộ vẻ vẻ cười khổ lắc đầu nói. Làm sao, người trước, không phải muốn giết ta sao? Hiện tại bắt đầu lo lắng ta. Nếu như, không có tên này hỗn độn cảnh bảy tầng thiên tồn tại, hắn liều mạng thương thế tăng thêm, ngược lại là còn có một chút hy vọng chạy trốn. Long Tĩnh Nghiên mặt đẹp bên trên, không nhịn được thoáng qua một chút uấn não vẻ nói, đã là lúc nào rồi? Người còn có tâm tư nói đùa. Đây là, tên kia hoàng thất lão tổ rốt cuộc cười, vô cùng kích động, mừng như điên cười. Hắn vừa xuất quan, sẽ đưa hắn như thế một phần đại lễ. Ha ha, thật là trời có mắt à. Bảo vệ sát kiếm trách nhiệm, sát chỉ ý của thần. Những thứ đó, đối với hắn Du Diệt Vân mà nói, coi là cái gì? Hắn sở dĩ ở nơi này địa phương nhỏ bên trong, khổ tu vô số năm tháng. Vì chính là đạt được chuôi này truyền thuyết bên trong sát kiếm à. Hiện tại, hắn nguyện vọng rốt cuộc phải thực hiện, làm sao có thể không kích động, mừng như điên. Cũng muốn nổi điên à. Nguyên bản, hắn ở mắt thấy Diệp Thần chạm phá thánh địa cửa sau đó, còn đối với hắn có chút kiêng kỵ, hiện tại, nhưng là hoàn toàn yên tâm lại. Căn cứ hắn xem xét, bây giờ Diệp Thần, cả người bị sát khí ăn mòn, căn bản không cách nào động thủ chứ. Loại trạng thái này dưới, đối với hắn tên này hỗn độn bảy tầng thiên cường giả mà nói, căn bản không cách nào tạo thành một tia một hào uy hiếp. Lúc này Du Diệt Vân thân hình chớp mắt, liền ra ở Diệp Thần trước người, mặt lộ vẻ cười lạnh mở miệng nói, tiểu bối, ngươi phạm vào ta cực sát chi quốc cấm kỵ, vốn xử tử, hiện tại, bổn tôn cho một mình ngươi cơ hội, đem nước ta chí bảo sát kiếm giao ra, bổn tọa có thể tha ngươi một cái mạng. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Du Diệt Vân. Mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cái này sát kiếm, là hắn cầm mệnh đổi lấy, hiện tại, chỉ bằng ngươi một câu nói lấy đi,
liền lấy đi. Hắn Diệp Thần, cho dù chết, vậy tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được chuôi này sát kiếm. Lão Tổ Tông, Du Tuyền Nhi lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, nàng không tiếp thụ nổi, người nhà mình, Lão Tổ đều đang là như vậy một đám đồ vô sỉ. Nàng quỳ xuống Du Diệt Vân trước mặt, kêu khóc nói, Lão Tổ Tông, cầu ngài thả qua Diệp Công Tử đi. Mọi người thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Đây chính là Hoàng Thất Lão Tổ à? Du Tuyền Nhi điên rồi sao? Lại dám không vâng lời Lão Tổ Tông? Du Diệt Vân nhàn nhạt quét nàng một mắt, trong con người sắc bén bạo tránh, ẩn hiện tức giận, lại có người dám ngăn trở mình. Nếu không phải Du Tuyền Nhi là huyết mạch hắn đời sau, hắn đã sớm không nhịn được trực tiếp tiêu diệt. Bất quá dù vậy, Du Diệt Vân cũng là cả người hơi thở cùng nhau nói, lúc nào, đến phiên ngươi chen miệng vào. Phốc! Du Tuyền Nhi khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại bị hơi thở kia đánh vào được đảo Phi Nhi xuất, trùng trùng ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt, đã trọng thương. Diệp Thần nhìn Du Diệt Vân, trong mắt sát ý nhảy lên, có lẽ, hắn ban đầu và Du Tuyền Nhi làm quen, là bởi vì là mâu thuẫn, nhưng Diệp Thần không phải là sai trái chẳng phân biệt được người. Du Tuyền Nhi lúc này là thật trong đầu nghĩ phải giúp mình, mà lấy Diệp Thần tính cách, làm sao có thể mắt thấy trợ giúp người mình, vì mình mà bị thương. Lúc này, hắn lại là mạnh chống thẳng eo bản, chậm rãi đem sát kiếm giơ lên, chỉ Du Diệt Vân, uy nghiêm mở miệng nói, lão già kia, người muốn chuôi này sát kiếm. Chuôi này sát kiếm là lão tử cầm mệnh đổi lấy, ngươi, nếu như thế muốn, cho ngươi, vậy không phải là không thể. Mọi người sững sốt một chút, chẳng lẽ, Diệp Thần phải đóng ra sát kiếm sao? Quả thật, mặc dù sát kiếm giá trị, không thể so sánh, nhưng dưới mắt, hắn tựa hồ không có cái lựa chọn thứ hai. Du Diệt Vân, âm hàn cười một tiếng, hắn tự nhiên, thật không có muốn thả qua Diệp Thần ý kiến, hắn làm người, gần đây thích nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Huống chi, hắn đoạt sát kiếm, lại giữ lại Diệp Thần như vậy yêu nghiệt còn sống, hắn có thể an tâm sao? Chỉ bất quá, trước đem sát kiếm, được tới trong tay sau đó, lại giết chi, mới càng ổn thỏa, miễn được thằng nhóc này, trước khi chết, còn dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, hư hại cái này cao nhất bảo bối. Ngay tại Du Diệt Vân muốn đưa tay ra, nhận lấy sát kiếm ngay tức thì, Diệp Thần nhưng là dùng hết khí lực toàn thân, đoạn quát một tiếng nói, cho ngươi, là có thể, bất quá, chính là muốn ngươi cái này lão bất tử, để mạng lại đổi. Thật cuồng, cuồng đến không cách nào hình dạng. Cho dù đối mặt Hoàng Thất Lão Tổ, cho dù đối mặt Hỗn Độn Cảnh bảy tầng thiên cường giả, cho dù lúc này Diệp Thần, trạng thái cực kém, căn bản không cách nào ra tay. Diệp Thần, vẫn như vậy cuồng à. Cuồng đến đột phá thương khung cuối. Cuồng đến coi thường hết thảy bước. Mọi người, đều bị Diệp Thần cái này một tiếng quát to, hoàn toàn rung động. Mà Du Diệt Vân nét mặt già nua, nhưng là một hồi vặn vẹo, vô cùng được căm hận, thậm chí, căm hận đến trình độ cao nhất, ngược lại bật cười. Hắn vô cùng sát ý nhìn Diệp Thần, cười như điên nói. Cầm mạng ta để đổi. Tới à, ngươi ngược lại là tới bắt à. Bổn tôn liền đứng ở ngươi trước mặt đâu, ngươi có bản lãnh lấy đi bổn tôn mệnh sao? Còn để mạng lại đổi, ngươi muốn cười ngạo bổn tôn sao? Một cái bị sát khí ăn mòn đến thân thể đều phải tan vỡ, ngay cả đứng đều phải một người phụ nữ đỡ phế vật, còn muốn lấy bổn tôn tánh mạng. Rốt nát, buồn cười. Diệp Thần con người điên cuồng co rúc lại, mạch máu bên trong sát khí, đều phải sôi trào, cơ hồ đều nếu không cố hết thảy ra tay. Nhưng lúc này, một cái vô cùng nhỏ hết sức, nhu mỹ tay trắng, nhưng kéo lại hắn. Long Tĩnh Nhiên tay. Diệp Thần lạnh lùng quét Long Tĩnh Nhiên một mắt, mặt không thay đổi mở miệng nói, tránh ra. Long Tĩnh Nhiên lại không có buông tay, mắt đẹp chớp động ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thần giọng lạnh một phần, nạt nhỏ ta kêu ngươi tránh ra. Hắn biết, Long Tĩnh Nhiên ở bên cạnh mình, cũng chỉ có chết mà thôi. Long Tĩnh Nhiên mặt đẹp bên trên, chẳng biết tại sao, lộ ra một vẻ đỏ ửng, vậy dịu dàng, đôi môi dụ người khẽ mở, lại là không thấy Diệp Thần mệnh lệnh, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không muốn hiểu lầm, ta chẳng qua là tuân theo ta phụ thân lưu lại dặn dò thôi, có lẽ, đây chính là ta Long gia số mệnh đi. Diệp Thần khẽ cau mày, Long Tĩnh Nhiên đang nói gì?
hiểu lầm, phụ thân dặn dò, long ra số mệnh. Cái này, đều là cái gì theo cái gì à? Hoàn toàn nghe không hiểu. Nữ nhân này, mới vừa rồi còn không để cho mình phải nói cười, hiện tại ngược lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ, không rõ ràng lúc đó, Long Tĩnh Nhiên, lại là làm ra một cái, để cho tất cả mọi người kinh sợ rất cảm cử động. Nàng thân hình động một cái, lại là gần sát Diệp Thần trong ngực, vậy mê người đôi môi, dính sát vào Diệp Thần trên môi. Long Tĩnh Nhiên, lại vào lúc này, hôn Diệp Thần. Núp ở xó xỉnh bên trong, đầu lâu tan vỡ, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình đại hoàng tử, lúc này, nhìn về phía Diệp Thần cùng Long Tĩnh Nhiên hai người, trong mắt, tràn đầy vẻ oán độc. Tiện nhân, thật là tiện nhân, ta cũng biết, các ngươi hai cái có một chân. Mà lúc này Diệp Thần, óc một phiến hỗn loạn, cả người đều có chút choáng váng, đây là chuyện gì xảy ra? Cường hôn. Mình bị cường hôn. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc động một cái, mạch máu bên trong hắc khí, lại là nhanh chóng biến mất, cả người cũng đổi được buông lỏng vô số lần. Đây là... Hắn con ngươi, chợt co giúp một cái, liền đẩy ra Long Tĩnh Nhiên. Quả nhiên, lúc này Long Tĩnh Nhiên trong cơ thể, lén lút đạo đạo cực sát chi khí. Da thịt trắng nõn cũng mơ hồ biến thành đen. Hiển nhiên, nàng đem Diệp Thần trong cơ thể bộ phận cực sát chi khí, nhốt vào liền mình trong cơ thể. Cái này căn bản không có thể à. Đây cũng không phải là, dạo chơi ở trong không khí cực sát chi khí à. Đó là đã sáp nhập vào Diệp Thần huyết mạch sát khí à, lại vẫn có thể bị Long Tĩnh Nhiên phong vào bên trong cơ thể. Mặc dù, so sánh với Diệp Thần hấp thu cực sát chi khí, Long Tĩnh Nhiên chỉ là nhận chịu rất nhỏ một phần chia, nhưng, nho nhỏ này một phần chia, nhưng là thật to chậm lại Diệp Thần áp lực à. Mà cho dù, là nho nhỏ này một phần chia, vậy căn bản không phải Long Tĩnh Nhiên, có thể chịu được. Long Tĩnh Nhiên khóe miệng, tràn ra một vòi máu tươi, hơi thở nhanh chóng suy bại trước, nàng mắt đẹp mê ly nhìn về phía Diệp Thần, hơi thở hào hển nói, sống. Còn sống. Du Diệt Vân nét mặt già nua trên nụ cười cứng đờ, ánh mắt, kịch liệt rung chuyển, Long Tĩnh Nhiên đã làm gì? Thằng nhóc này, làm sao khôi phục à? Hắn gân xanh trên trán điên cuồng loạn động trước, lửa giận ngút trời, làm sao có thể không tức? Nguyên bản Diệp Thần, đã là cá trong chậu liền à? Vậy nghịch thiên cực kỳ sát kiếm, thì phải rơi vào trong tay mình liền à? Liền bởi vì tiện nhân kia xuất hiện biến số. Hắn cả người linh lực kích động, trưởng ý bộc phát, hung hăng một trưởng, hướng Long Tĩnh Nhiên đánh ra, giận dữ hét, tiện nhân. Ngươi cũng đã làm gì chuyện tốt, cho bổn tôn chết. Trưởng lực mãnh liệt, giống như một đạo có thể đem ngân hà sông lên hủy sóng lớn vậy, ùn ùn kéo tới hướng Diệp Thần cùng Long Tĩnh Nhiên, chấn áp đi. Hư không nổ tung, thiên địa chấn động, vô số lầu các, đền, cũng đang điên cuồng sụp đổ, cực sát chi quốc ở giữa vô số võ giả, đều ở đây run lẩy bẩy, tựa như ngày tận thế hạ xuống vậy. Hỗn độn bảy tầng thiên thực lực kinh khủng, bùng nổ không thể nghi ngờ. Trong hoàng cung mọi người, đã là hoàn toàn không cách nào chịu đựng kinh khủng kia trưởng lực tản ra uy áp, bị đè được nằm trên đất, đừng nói là bọn họ, liền liền những cái kia hỗn độn cảnh thánh sứ, vậy giống như vậy. Cho dù là hỗn độn sơ kỳ cường giả, ở nơi này trưởng ý trước mặt, cũng giống như con kiến hôi vậy à. Ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị trưởng ý phá hủy, võ đạo quy luật văng tung tóe, tia chớp hí, gió lớn bốn cuốn, quỷ hỏa hừng hực, bụi khói tràn ngập, mùi máu tanh, ở trong không khí bồng bềnh. Ở Diệp Thần nguyên bản đứng vị trí, xuất hiện một đạo vô cùng to lớn trong cái hố sâu. Mà Diệp Thần, đang đứng ở trong cái hố sâu vị trí trung tâm. Lúc này, hắn cúi đầu, đem Long Tĩnh Nhiên ôm ở trong ngực, vững vàng bảo vệ, một cái tay giơ, chặn lại Du Diệt Vân vậy cực kỳ kinh khủng một trường. Cái tay kia, lúc này đã là máu tươi đầm đìa, nhìn như, vô cùng thê thảm. Có thể Diệp Thần, nhưng tựa như không chút nào cảm giác vậy, hắn nhìn cô gái trong ngực, trong mắt, toát ra một chút bất đắc dĩ và vẻ phức tạp. Hắn không rõ ràng, Long Tĩnh Nhiên tại sao phải cứu mình. Đây không phải là thích, càng giống như là sứ mạng. Kết hợp với Long Tĩnh Nhiên lời khi trước tiếng nói, Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Long Tĩnh Nhiên mắt đẹp đóng chặt, đã mất đi ý thức, sắc mặt nàng sát trắng, thỉnh thoảng có hắc khí lững lờ.
hơi thở suy yếu cực kỳ, trạng thái tựa hồ thật không tốt, cũng may, Diệp Thần nuốt vào liền mình máu tươi sau đó, Long Tĩnh Nhiên mặc dù không tỉnh lại nữa, nhưng, tạm thời hẳn còn chưa đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chậm rãi đem Long Tĩnh Nhiên thân thể mềm mại buông xuống, từng bước, hướng trong cái hố sâu bên trên đi tới, mà theo Diệp Thần bước chân, vậy chỉ nguyên bổn đã tàn tạ không chịu nổi cánh tay, lại là nhanh chóng sinh trưởng, khép lại. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại trên mặt đất, hắn đem sát kiếm vác trên vai lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Diệt Vân, trong mắt bên trong, sát ý tràn lan. Ngươi, mới vừa rồi kêu nàng cái gì? Du Diệt Vân sắc mặt trầm xuống, trong tay nhiều hơn một chuôi lóe lên trắng xám sát khí trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm, bất ngờ là một chuôi mạnh mẽ tuyệt khí. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không biết, thật đúng là lấy vì ngươi muốn nghịch thiên đâu. Bên trong cơ thể ngươi, còn có chưa hoàn toàn trấn áp sát khí chứ? Chỉ bằng cái trạng thái này, vậy không biết xấu hổ hỏi bổn tôn, kêu nàng cái gì? Bổn tôn kêu nàng thiện nhân, làm sao? Không được sao, không có nghe gặp bổn tôn liền hơn kêu mấy lần. Du Diệt Vân lời tuy nói như vậy, nhưng mà cả người linh lực, nhưng ở trong người chậm rãi nổi lên, không chút nào nương tay ý kiến. Diệp Thần mục như hàn tinh, nhàn nhạt nói, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Một khắc sau, Diệp Thần bề mặt, chợt bộc phát ra 7 tầng huyết quang, kim quang chớp động, sát khí sôi trào, trong tay sát kiếm bên trên, màu máu phủ văn, vậy ngay tức thì ánh sáng lớn thả, đem toàn bộ hoàng cung, cũng bao phủ ở một hồi màu máu bên trong. Cổ xưa, máu tanh, giết hại, khủng bố vân. Vân hơi thở, ở huyết quang bên trong tràn ngập, mọi người điên cuồng run rẩy, chết ngất, căn bản không cách nào chịu đựng sát kiếm tản ra hơi thở chập chờn. Duy nhất còn duy trì thanh tỉnh, cũng chỉ có những cái kia hỗn độn cảnh tồn tại. Bất quá, cho dù là những cái kia thánh sứ, đều là sắc mặt hoảng sợ, đắm chìm trong hơi thở kia bên trong, bọn họ chỉ cảm thấy, mình thần hồn, đều phải mất vào tay giặc ở huyết quang bên trong, hóa là màu máu tiêu tán à. Liền liền Du Diệt Vân, đều là mặt lộ vẻ rung động, nhìn về phía sát kiếm ánh mắt, cũng càng thêm tham lam. Thật là khủng khiếp uy năng à. Quả nhiên, không hổ từ thượng cổ sát thần trong tay lưu truyền xuống vũ khí cuối cùng. Hắn nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi cái phế vật, là cầm hỗn độn 7 tầng thiên tồn tại, làm cái gì con mèo, con chó liền sao? Một khắc sau, Du Diệt Vân trường kiếm trong tay, cũng là sát khí xông lên tiêu, kiếm quang dâng trào, một chút chân võ ý, ở sát khí bên trong phủ đáng, hắn thần sắc đông lại một cái, thân hình chớp động, hướng Diệp Thần, bay xông lên đi. Khẽ quát một tiếng nói, sát long kiếm. Sát khí sôi trào, như vạn trượng cự long, hướng Diệp Thần gào thét đi, toàn bộ cực sát chi quốc võ đạo quy luật, cũng bởi vì một kiếm này mà vỡ vụn, không gian mất đi, cuồng phong thổi loạn, cuộn sạch cực sát chi quốc các ngõ ngách, vô số người, cũng bởi vì một kiếm này oai, mà chấn động tủng đến cơ hồ bất tỉnh khuyết. Diệp Thần hít sâu một hơi, đối mặt vậy đạo vạn trượng sát long, dĩ nhiên không sợ. So với Du Diệt Vân cao hơn một tầng thứ chân võ ý, hóa thành sáng chói ngân hà, ở sát kiếm phong nhận bên trên dòng nước chảy, cuồng bạo cự lực không giữ lại chút nào khơi thông ra, khiến kinh hãi sức nặng sát kiếm, một kiếm, hướng vậy sát long chạm đi. Màu máu kiếm quang, cùng ngân hà vậy võ đạo ý vận hòa làm một thể, hóa thành vô số màu máu hàn tinh, hướng vậy diệt thế sát long, mãnh liệt đi. Một kiếm này chém ra ngay tức thì, Diệp Thần quanh thân. Lớn mảnh không gian, đều ở đây ngay tức thì bể tan tành. Ầm một tiếng, kinh thế vang lớn, huyết quang tung tóe, sát khí sôi trào, ngân hà mất đi, nộ long kêu rên. Huyết quang cùng sát khí tiêu tán, cường đại dư âm, ngay tức thì đem đúng tỏa trong hoàng cung vô số kiến trúc, cũng di vì đất bằng phẳng. Du Diệt Vân nhìn hơi run cổ tay, cùng với văng tung tóe gan bàn tay bên trên, cuồn cuộn chảy xuống máu tươi. Mặt lộ vẻ khó tin, đây là lực lượng gì? Lại, mất đi liền vậy sát long sau đó, để cho hắn cầm kiếm tay, đều có chút không cách nào chịu đựng cự lực cắn trả, mà khẽ run lên. Bất quá, rất nhanh Du Diệt Vân khóe miệng, liền hiện lên một đạo lạnh lẻo nụ cười. Diệp Thần, quả thật rất mạnh, nhưng, hắn bây giờ, bởi vì sát khí không có thể hoàn toàn trấn áp, thực lực giảm đi chứ.
Đối mặt mình lấy hỗn độn cảnh 7 tầng thiên tu vi, thi triển một kiếm kia, Diệp Thần bị tổn thương, nhất định so mình càng nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn về phía trước mặt khói mạc, quả nhiên vậy hơi khói bên trong, xương máu lững lờ. Du Diệt Vân cười gằn nói, thằng nhóc, ngươi không phải nói mình bây giờ thực lực, đủ giết ta sao? Ngươi đổ tiếp tục giết à? Có thể đừng nói cho ta, trước ngươi nói những lời đó, đều là chứa, thật ra thì, đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn chứ? Nếu như, Diệp Thần thật không để ý hết thảy chạy trốn, Du Diệt Vân thật đúng là không chắc chắn có thể lưu lại Diệp Thần. Cho nên, hắn muốn kích thích Diệp Thần, hung hãn kích thích. Vậy khói mạc bên trong, một hồi cuồn cuộn, bỗng nhiên tách ra, một đạo cả người máu tươi bóng người, chợt hướng Du Diệt Vân, cực nhanh vọt tới. Du Diệt Vân con người co giúp một cái, cười lạnh nói, ngu xuẩn, quả nhiên đi ra. Hắn trong mắt Diệp Thần, trước ngực, cánh tay, đều có mấy đạo sâu thấy tới xương kiếm tổn thương. Chỉ như vậy, còn dám trực tiếp lao ra, cùng bổn tôn giao thủ. Một chút đầu óc cũng không có, chết được. Một chút đều không oan à. Thân hình hắn động một cái, không sợ chút nào tiến lên đón Diệp Thần. Kiếm mang chấp động, huyết quang tràn đầy, kiếm quang đằng đằng, sát khí gào thét. Diệp Thần trong tay sát kiếm, cùng Du Diệt Vân trường kiếm trong tay, ầm ầm đánh nhau. Huyết quang kiếm ảnh lần lượt thay nhau, hai người ngay chớp mắt, giao thủ mấy lần. Du Diệt Vân hung hăng cắn răng một cái, khóe mắt giật một cái. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, hắn cánh tay cầm kiếm bên trên, nhưng là xuất hiện một đạo liệt ngân. Gần người giao chiến dưới, Diệp Thần vậy cuồng bạo đến không cách nào hình dung cự lực, càng lộ vẻ khủng bố, lại là trực tiếp đem tay hắn cốt, đánh nứt. Bất quá, lúc này Diệp Thần, nhưng hơn nữa thê thảm. Hắn thở hào hển, bụng và bắp đùi, lại nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi giàn giụa, cơ hồ ở Diệp Thần dưới chân, hóa thành một bãi máu bạc. Du Diệt Vân ánh mắt quét qua Diệp Thần vết thương trên người, nụ cười nồng hơn, hắn tin tưởng cuối cùng thắng được tuyệt đối sẽ là mình. Hiện tại, hắn chiếm hết ưu thế, không phải sao? Cho dù lấy Diệp Thần kinh khủng kia sức khôi phục, cũng không cách nào đền bù chênh lệch này chứ. Nhưng mà, rất nhanh, Du Diệt Vân nụ cười, liền đọng lại. Bởi vì, hắn chú ý tới Diệp Thần diễn cảm. Tại sao, thằng nhóc này sẽ ở cười à? Hơn nữa, còn cười được, như thế làm người ta rợn cả tóc gáy à. Không khỏi, Du Diệt Vân sống lưng bên trên, dâng lên thấy lạnh cả người. Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, doanh mãn liền vẻ điên cuồng, ngưng mắt nhìn Du Diệt Vân mở miệng nói, ngươi không chạy thoát. Chạy không thoát? Chạy không thoát, là ý gì? Phế vật này, tổn thương được rõ ràng so bổn tôn lại được nhiều, lại nói bổn tôn không chạy thoát. Buồn cười. Du Diệt Vân nhướng mày một cái, lại là một kiếm, hướng Diệp Thần đâm tới. Kiếm quang ngưng luyện, sát khí như rồng. Một kiếm này, trực tiếp hướng Diệp Thần ấn đường chỗ hiểm đi. Nhưng mà, một khắc sau, Du Diệt Vân lại là sắc mặt biến. Bởi vì, Diệp Thần lại là đối với hắn một kiếm này, chẳng ngó ngàng gì tới, hung hăng một kiếm hướng Du Diệt Vân cổ chém tới. Hắn có lòng tin. Một kiếm này có thể xuyên thủng Diệp Thần ấn đường. Nhưng mà, nếu là thật như vậy, hắn lại không có lòng tin, không bị Diệp Thần một kiếm tựa đầu lô chém xuống à. Tưởng tượng một chút kinh khủng kia cự lực, không có chút nào ngăn trở khuynh tả tại mình trên cổ, Du Diệt Vân linh hồn, cũng khẽ run. Thằng nhóc này, mẹ hắn là điên rồi sao? Hoàn toàn không sợ chết. Hắn hung hăng cắn răng một cái, cổ tay ngay tức thì lột, chân võ ý chuyển động. Rất miễn cưỡng thay đổi một kiếm này quỹ tích, phong hướng Diệp Thần chém tới một kiếm kia. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm khí bùng nổ, Diệp Thần nắm sát kiếm cánh tay, bị kích động kiếm khí xuyên thủng mấy cái lỗ máu. Nhưng lúc này đây, Du Diệt Vân nhưng là kêu đau một tiếng, trên cánh tay, bắp thịt văng tung tóe, máu tươi tràn ra. Hắn cưỡng ép thay đổi kiếm chiêu, khó tránh khỏi ở va chạm bên trong, yếu đi một phần. Một khắc sau, Du Diệt Vân lại là lui. Hắn sắc mặt âm trầm, thằng nhóc này quá điên cuồng, không thể và hắn gần người giao thủ. Nhưng, một khi bị Diệp Thần dây dưa tới, có như vậy dễ dàng là có thể thoát khỏi sao? Cực võ, thần tránh. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, không chút do dự đuổi theo, hơn nữa,
vẫn là thẳng tắp đuổi theo. Du Diệt Vân trong mắt hàn mang chớp động, cố nén cánh tay đau đớn, hung hăng huy động liên tục mấy kiếm, mấy đạo kiếm quang, hướng Diệp Thần vặn cổ đi. Chỉ cần Diệp Thần thoáng né tránh, hắn thì có lòng tin, dựa vào hùng hậu tu vi cùng với Diệp Thần bởi vì cực sát chi khí mà không cách nào 100% phát huy thực lực, lần nữa khống chế xong giữa hai người khoảng cách. Diệp Thần trường kiếm điệu múa, huyết quang tung tóe, đỡ được mấy đạo kiếm quang, mà đối với còn dư lại, nhưng chỉ là thân hình hơi lắc một cái, tránh chỗ hiểm, liền rất miễn cưỡng đem kiếm kia mang chịu đựng. Phốc thử, lại là mấy tiếng nhẹ vang, máu bắn tung bay lượn, Diệp Thần trên mình, lại nhiều hơn mấy cái lỗ máu. Hắn trên mặt vẫn mang vậy làm người ta rợn cả tóc gáy tà cười, trong mắt chiến ý, sát ý, hơn nữa đậm đà, tựa như bị thương, không phải là thân thể của mình, căn bản không biết đau vì vật gì vậy. Mà sắc mặt biến, nhưng là Du Diệt Vân. Hắn lại bị đuổi kịp. Lại là một tiếng kiếm quang kiếm mang đụng nhau tạo thành vang lớn. Du Diệt Vân sắc mặt đã thay đổi, khóe mắt cuồng loạn, cánh tay đau đớn được, đều phải cầm không dậy nổi kiếm à. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Du Diệt Vân trên mặt tàn khốc chợt lóe lên. Cái này con chó điên, ngươi không phải yêu hợp lại sao? Thật mẹ hắn đem bố không dám cùng ngươi liều chết. Đáng chết rác rưởi, cho bổn tôn chết đi. Du Diệt Vân giận quát một tiếng, cả người linh lực nổ lên, khí thế thông trời, hung hăng một kiếm, hướng Diệp Thần chém ra, đồng thời cả người, bộc phát ra một hồi tinh thần ánh sáng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, vậy ánh sao Diệp Thần đã từng gặp qua, và Long Tĩnh Nghiên vậy kiện pháp khí hộ thân trên trói lọi tương tự. Xem ra, lão già này, là muốn liều mạng. Hợp lại, liền hợp lại đi. Du Diệt Vân một kiếm này bên trên, vô cùng ngưng luyện sát khí kiếm mang, giống như tia sáng laser vậy, ngay tức thì xuyên qua Diệp Thần ấn đường, mà Diệp Thần, vậy hàm chứa ngút trời cự lực, lăng tiêu võ ý, huyết quang hung hung một kiếm, cũng ác tàn nhẫn chém vào vậy ánh sao bên trên. Thiên địa đong đưa, ánh sao mất đi, Du Diệt Vân thân hình bị ngay tức thì đánh bay, miệng phun máu tươi, cả người xương cốt, ken két vang dội, cũng không biết gãy lìa nhiều ít cây. Liền nội tạng, cũng bể nát. Ầm một tiếng, Du Diệt Vân thân thể, hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đập được nứt nẻ. Hắn che ngực, uống một viên thuốc, vùng vẫy đứng dậy, lúc này, hắn mặc dù đã trọng thương, nhưng trên mặt, nhưng là vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đánh cuộc đúng, mặc dù, tổn thất một kiện cao cấp pháp bảo phòng ngự, nhưng là, người thắng sau cùng là hắn, không phải sao. Một kiếm kia, tất nhiên đã xuyên qua Diệp Thần ấn đường. Coi như Diệp Thần sinh mệnh lực, như thế nào đi nữa nghịch thiên, bị hắn vậy cực kỳ kinh khủng một kiếm xuyên qua ấn đường, cũng không khả năng sống sót chứ. Phế vật lấy là cùng cường giả giao thủ, dựa vào mình điên, là có thể thủ thắng. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Du Diệt Vân ánh mắt tìm kiếm Diệp Thần bóng người, phế vật kia, đi nơi nào? Sẽ không, bị bổn tôn một kiếm trực tiếp mất đi thành hư vô chứ? Ngươi, ở tìm ta sao? Một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, ở Du Diệt Vân trước người vang lên. Du Diệt Vân nghe vậy sững sốt một chút, một khắc sau, sắc mặt biến, vô cùng là sợ hãi gào thét nói, không thể nào. Ngươi không thể nào còn sống. Ở Du Diệt Vân trước người, là một đoàn bồng bềnh sương mù. Lúc này, sương mù chậm rãi ngưng tụ, hiển hiện ra một đạo nam tử bóng người. Chính là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần trên ấn đường. Một đạo lỗ máu, đang chậm rãi khép lại. Hắn trên mặt, vẫn treo vậy lạnh như băng nụ cười. Du Diệt Vân một kiếm kia, nhưng là vô cùng là khủng bố, vậy quả thật, xuyên thủng hắn ấn đường. Cho dù Diệp Thần, thi triển sương mù hóa thuật, cũng là được thương tổn không nhỏ. Nhưng, đáng tiếc là, một kiếm này còn không có khủng bố đến cho dù Diệp Thần thi triển sương mù hóa thuật cũng có thể đem Diệp Thần một kiếm giết chết trình độ. Thậm chí, Diệp Thần nguyên bản, còn làm xong sử dụng thần lột xác thuật chuẩn bị, có thể liền thần lột xác thuật, cũng không cần vận dụng, liền chịu đựng được Du Diệt Vân một kiếm này tổn thương. Thắng. Du Diệt Vân thắng, khoảng cách còn cực xa. Hắn chiến đấu, quả thật điên cuồng, nhưng tuyệt không là vô vị điên cuồng. Hắn sở dĩ điên cuồng, là bởi vì là, có thể làm cho hắn điên cuồng vốn. Diệp Thần tay cầm sát kiếm.
từng bước, hướng Du Diệt Vân đi tới. Mà lúc này, Du Diệt Vân, rốt cuộc sợ hãi, run rẩy à. Tên này ngang dọc cực sát chi quốc mấy chục ngàn trở, từ đầu đến cuối đứng ở cực điểm siêu cấp cường giả, lần đầu tiên trong đời, như vậy sợ hãi. Hiện tại, hướng hắn đi tới, tựa như không phải một người, mà là tử vong. Phốc thông một tiếng, Du Diệt Vân, quỳ. Hắn quỳ xuống ở Diệp Thần trước người. Hắn vì một chút mạng sống cơ hội, buông tha võ giả bất khuất chi tâm, buông tha thân là hoàng thất lão tổ tôn nghiêm, buông tha hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả kiêu ngạo. Công tử, tha mạng, mời ngài tha lão hủ một mạng. Ngươi muốn cái gì, lão hủ đều có thể cho ngươi, chính là cái này cực sát chi quốc, lão hủ, đều có thể chắp tay dâng lên à. Diệp Thần nhìn quỳ xuống trước người mình, hoàn toàn buông tha chống cự Du Diệt Vân, đột nhiên, cười ra tiếng. Vô cùng châm chọc tiếng cười. Hắn một bên cười, một bên giễu cợt nói, không nghĩ tới, ta thắng được sẽ như thế dễ dàng. Du Diệt Vân cúi đầu, không dám nhìn về phía Diệp Thần, hắn hiện tại, trọng thương đến không thể nặng hơn tổn thương, làm sao còn và Diệp Thần cái này có nghịch thiên thân thể yêu nghiệt chiến đấu. Cúi đầu, nhượng bộ, là hắn duy nhất sống sót cơ hội à. Cười cười, Diệp Thần gương mặt bên trên, chợt thoáng qua nồng nặc hắc khí, đen nhánh mạch máu, phân bố toàn thân, cả người, nhìn như, vô cùng dữ tợn. Diệp Thần chợt ói ra búng máu tươi lớn, hơi thở dần dần suy bại xuống, ánh mắt cân nhắc nhìn về phía Du Diệt Vân nói, ha ha, vốn là, ta đã đến cực hạn, nếu như ngươi phế vật này không như thế dễ dàng buông tha, còn lấy cái này loại không phòng bị chút nào tư thái quỳ xuống trước mặt của ta cầu xin tha thứ, mà là liều chết đánh một trận nói, ai có thể sống sót, thật đúng là không nhất định chứ. Cái gì? Du Diệt Vân chợt ngẩng đầu lên, cả người linh lực phun trào, thì phải không để ý hết thảy ra tay. Nhưng mà, lúc này một chuôi huyết quang lóng lánh đen nhánh trường kiếm, đã chém tới hắn trước mắt. Không, Du Diệt Vân, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, cả người, liền ở Diệp Thần dưới cự lực, hóa là một hồi xương máu tiêu tán. Hô, Diệp Thần nặng nề thở ra một ngụm chọc khí. Cuộc chiến đấu này, quá mạo hiểm. Bất kỳ một người nào không cẩn thận, chết, thì sẽ là mình. Diệp Thần đem sát kiếm thu hồi, ngồi xếp bằng trên đất, ngưng tụ tâm thần, đem vậy bởi vì thời gian dài chiến đấu, lần nữa bắt đầu sao động cực sát chi khí, chân áp xuống. Ba ngày sau, cực sát chi quốc trong hoàng cung. Lúc này Diệp Thần, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ là thân thể khôi phục, liền liền hắn hơi thở, cũng cường đại mấy phần. Trong vòng ba ngày này, hắn đem trong cơ thể nồng nặc kia cực kỳ cực sát chi khí, hoàn toàn luyện hóa, thực lực bạo tăng. Hắn hôm nay, lại đối mặt Du Diệt Vân, có lòng tin trong vòng ba chiêu, đem chém chết. Lúc này, Diệp Thần đang đứng ở một nơi trong tẩm cung, ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường ngọc một cô gái. Cô gái này tướng mạo tuyệt đẹp, thậm chí càng hơn Sở Doanh cùng nữ, chỉ là lúc này mắt đẹp đóng chặt, da thịt trắng noãn bên trên, mơ hồ có từng cơn hắc khí, thỉnh thoảng thoáng qua. Ba ngày trôi qua, cho dù Diệp Thần mỗi ngày, cũng cho nàng ăn thực hàng loạt máu tươi và đan dược, Long Tĩnh Nghiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hắn hỏi qua Lão Thương. Nhưng Lão Thương cho câu trả lời là phủ định. Loại sát khí này căn bản cũng không coi là bệnh, thì như thế nào chữa trị? Diệp Thần chẳng ngờ thiếu nợ người bất kỳ, cho nên chỉ muốn cầm Long Tĩnh Nghiên cứu tỉnh. Đây là, một người mặc long bào thiếu nữ đi vào, cung kính thi lễ nói, Diệp công tử. Diệp Thần nhìn về phía cô gái này, khẽ mỉm cười. Tên thiếu nữ này dĩ nhiên chính là thất công chúa Du Tuyền Nhi. Bất quá, bây giờ nàng, đã là cực sát chi quốc mới nhậm chức nữ đế. Đi qua trấn sát đại điển là một, Du Tuyền Nhi khí chất, trầm ổn không thiếu, tâm tính vậy hoàn toàn lột xác, lại cũng không có đã từng là rất làm nũng cùng tự do phóng khoáng. Diệp Thần biết Du Tuyền Nhi bản chất không xấu xa, hơn nữa, tâm tư thông minh, chắc hẳn ở nàng xử lý dưới, cực sát chi quốc vậy sẽ nghênh đón thịnh thế chứ. Có lẽ, qua không được bao lâu, cực sát chi quốc liền sẽ chân chính tiến vào thần quốc, thành là trong thần quốc, một cái vô cùng cường đại thế lực. Nhưng, những thứ này cũng không phải Diệp Thần quan tâm nhất. Diệp Thần nhìn Long Tĩnh Nghiên dung nhan, nhàn nhạt nói, Tuyền Nhi, theo ta nói một chút, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi.
Du Tuyền Nhi mắt đẹp hướng trên giường Ngọc Long Tĩnh Nhiên nhìn, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, Long tỷ tỷ, thật ra thì không hề coi là chân chính sát tộc người. Long tỷ tỷ mẫu thân là sát tộc người, có thể nàng phụ thân, lại cùng công tử vậy, là một người người ngoại lai, bất quá, Long tỷ tỷ phụ thân và cái khác người ngoại lai không cùng, cũng không phải là bởi vì bất ngờ tiến vào cực sát chi quốc, mà là tự nguyện tới đây. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, vì chính là đạt được sát kiếm. Nhưng là, hắn thất bại, Long tỷ tỷ phụ thân, ở một lần trấn sát đại điển bên trong, bởi vì sát khí ăn mòn, mà bị trọng thương, trấn sát đại điển kết thúc sau đó, cũng không lâu lắm hắn liền chết. Nhưng là, hắn trước khi chết, tựa hồ cho Long tỷ tỷ, để lại một đạo di mệnh, bất quá cụ thể là cái gì, cũng chỉ có Long tỷ tỷ chính nàng mới biết, nhưng là, căn cứ ta suy đoán, bởi vì cùng Diệp công tử rút ra sát kiếm có trọng yếu quan hệ. Mà Long tỷ tỷ mặc dù có thể đem công tử trong cơ thể cực sát chi khí, bộ phận phong vào bên trong cơ thể, theo ta mấy ngày nay điều tra, hẳn là phong sát thân thể năng lực. Phong sát thân thể, Diệp thần chân mày khều một cái, nhìn về phía Du Tuyền Nhi. Du Tuyền Nhi gật gật đầu nói, chỉ có phong sát thân thể, mới có thể đem người hắn đã luyện nhập huyết mạch bên trong cực sát chi khí, phong vào bên trong cơ thể. Mà đây phong sát thân thể, chính là thứ nhất thần quốc Long Gia Gia truyền pháp thể. Diệp công tử, cái này trong Long Gia, chắc có giải quyết Long tỷ tỷ trong cơ thể sát khí phương pháp. Diệp thần hai tròng mắt bên trong, thoáng qua vẻ vui mừng, thứ nhất thần quốc Long Gia sao? Ta biết. Diệp thần ngưng mắt nhìn Long Tĩnh Nhiên thân thể, do dự mấy giây mở miệng nói, ta rời đi trước một hồi, đến lúc đó người ta liên lạc. Hắn bây giờ biết được liền cực sát chi quốc tiến vào phương thức, tự nhiên có thể tự do ra vào. Du Tuyền Nhi hơi sững sờ, mắt đẹp bên trong, tựa hồ có chút không thôi nhìn về phía Diệp thần nói, Diệp công tử, ngài phải rời đi sao? Diệp thần khẽ gật đầu nói, nguyên bản, ta liền không cách nào ở chỗ này hơn trì hoãn. Không quá ta sẽ trở về. Cái này đoàn sát khí thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Tiếng nói vừa dứt, một đạo quang hoa, từ Diệp thần trong ngực bay ra, bắn về phía Du Tuyền Nhi. Du Tuyền Nhi đem nhận lấy, ánh sáng rực rỡ thu liếm, xuất hiện ở tay nàng ở giữa, bất ngờ là một tấm lệnh bài. Sau này, nếu như ngươi tới thần quốc, có chuyện gì, có thể đi thần cực tông tìm ta. Còn nữa, Long Tĩnh Nhiên nếu như xảy ra vấn đề gì, cũng có thể thông qua lệnh bài kia liên lạc ta. Diệp thần thanh âm, ở trong hoàng cung quanh quẩn, mà hắn bóng người, đã hoàn toàn biến mất. Du Tuyền Nhi vuốt ve vậy cái lệnh bài, nhìn trống rỗng tẩm cung, mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ cô đơn vẻ, lệnh bài bên trên, còn lưu lại Diệp thần nhiệt độ. Một ngày sau, Diệp thần trở lại thần cực tông, để cho Diệp thần bất ngờ phải. Trong thần cực tông lại có chút trống rỗng. Và năm xưa có cực lớn khác biệt. Thậm chí Diệp thần phát hiện, rất nhiều đệ tử trong mắt đều nhiều hơn một vẻ lo âu. Diệp thần biết mình không có ở đây đoạn thời gian này, tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Nếu không rất nhiều đệ tử sẽ không bao phủ ở nơi này một tầng vô hình dưới bóng mờ. Sư tôn, trong thần cực tông là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Chân Tử chỉ ngọc giản trong tay. Khuyên bảo, Diệp thần, người gần đây tốt nhất không nên đi ra ngoài, bây giờ thần quốc, có thể một chút cũng không bình tĩnh. Sư tôn, là bởi vì là Nguyệt Hoàn dị tượng cùng với những cái kia thượng cổ cường giả. Ngọc Chân Tử nhưng là lắc đầu một cái, không phải. So với cái này còn nghiêm trọng hơn. Ở Diệp thần truy hỏi hạ, Ngọc Chân Tử rốt cuộc nói xảy ra chuyện căn nguyên. Ở ngươi không ở bên trong tông những ngày qua, thần quốc xuất hiện một ít chuyện lạ. Hiện tại tất cả đại tông môn đệ tử đều đã bắt đầu phòng bị chuyện này, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không một mình ra tông môn. Là vì sao chuyện lạ có thể kinh động nhiều người như vậy? Có nhiều cái thế lực thiên tài đệ tử chết thảm, còn bị không người nào cố chóc liền huyết mạch và tu vi, cho đến hiện tại vậy không có biện pháp tìm ra hung thủ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Những đệ tử này bên trong, không thiếu ở thần quốc Nguyệt Hoàn dị tượng bên trong đột phá tới hỗn độn đệ tử chân truyền cùng với cổ thần thể thiên tài, cho nên tất cả đại môn phái đã bắt đầu chú ý chuyện này. Diệp thần nói lên có phải hay không là những cái kia ma tộc nơi là, lại bị hủy bỏ, bởi vì tử thi phía trên dấu vết, có thể rõ ràng đoán được là loài người nơi là, hình như là một loại cổ xưa thủ đoạn,
thông qua cướp lấy người khác huyết mạch tu vi để nâng cao mình. Loại tu luyện này phương pháp Diệp Thần biết, bất quá cái này loại tà tu vậy nếu như quá rêu rao, liền sẽ gặp phải vô số thế lực tắm máu, đã sớm kém không nhiều diệt cạn sạch, không nghĩ tới còn có người dám làm như vậy, coi là thật vô cùng gan dạ. Nếu không phải thiên ma, như vậy hẳn là người nào nơi là đây? Diệp Thần ngẩn ra líu díu liền một chút, tổng cảm thấy sự việc không đơn giản, nghe Ngọc Chân Tử cái này miêu tả, hắn thần sắc biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một người Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long ở gia nhập hồn điện sau liền lại cũng biến mất không thấy, tựa như nhân gian bốc hơi. Nhưng ở vạn thần chi điện, Diệp Thần luôn có một loại ảo giác. Trong bóng tối, Lâm Tuyệt Long sát ý kia và tức giận ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm mình. Dưới mắt như vậy thành tựu, ngược lại có chút giống thủ bút của hắn, nói không chừng thật là hắn. Sư tôn, cho ta tới điều tra chuyện này. Chuyện này có thể và ta có chút liên quan. Ngọc Chân Tử vốn là muốn cảnh cáo Diệp Thần ở tông môn thật tốt tu luyện, không nghĩ tới vừa mới nói xong, Diệp Thần liền chuẩn bị đi ra ngoài, khóe miệng không nhịn được giật giật, chẳng lẽ nghe không hiểu mình đang nói gì. Sư tôn, ta phải đi. Diệp Thần kiên định nói, nếu thật là Lâm Tuyệt Long, trong hai người cũng chỉ có thể có một người có thể sống. Diệp Thần gần đây không thích lưu gieo họa. Cái này gieo họa thực đang ẩn núp quá lâu. Hiện tại mình thực lực cũng có thể xóa bỏ. Hơn nữa lần này cực sát chi quốc chuyến đi, càng phát ra để cho hắn cảm giác Lâm Tuyệt Long tồn tại nghiêm trọng tính. Diệp Thần, người vừa mới trở về, không cần phải chuyến trước nước đục. Ngọc Chân Tử vẫn là nói. Diệp Thần bước chân dừng lại, người này tồn tại, vô cùng có thể uy hiếp ta sau này hết thảy, thậm chí uy hiếp thần cực tông. Ta không có lựa chọn. Ngọc Chân Tử thở dài một tiếng, hắn rõ ràng Diệp Thần, nếu Diệp Thần như thế nói, tất nhiên có lý do của hắn. Được, nhưng hết thảy phải chú ý. Như người này thật có thể tước đoạt người khác huyết mạch. Dựa theo đoạn thời gian này thứ bảy thần quốc cổ thần thể thiên tài và thượng cổ cường giả chết, người này thực lực rất đáng sợ, thậm chí đối với người tạo thành uy hiếp. Diệp Thần gật đầu một cái, tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Một giây kế tiếp, liền hoàn toàn biến mất. Ở cách thần cực tông cách đó không xa một thành phố, thành Thanh Vân bên trong, nơi này đã đêm đến, tòa thành này buổi tối có giới nghiêm, cấm chỉ không rõ nhân viên ở ban đêm ra cửa. Mà ở thành Thanh Vân thành Tây, Lâm Trần Hàn nhưng mời mấy người bạn thân cả buổi tối đi ra uống rượu, lúc này mấy người bàn luận viễn vông. Không sợ hãi chút nào có thể nói. Dẫu sao Lâm Trần Hàn ở Nguyệt Hoàn dị tượng hạ thức tỉnh cổ thần thể. Lâm huynh, ngươi nhưng mà chúng ta thành Thanh Vân đệ nhất thiên tài, cái này Nguyệt Hoàn dị tượng chẳng những để cho ngươi thức tỉnh cổ thần thể, càng làm cho ngươi một lần hành động bước chân vào hỗn độn cảnh, tương lai nói không chừng có thể chứng đạo thiên thần. Một lần hành động thành là thần quốc cao thủ tuyệt đỉnh. So với kia cái Diệp Thần mạnh hơn nhiều. Một cái nhóc mập đưa rượu cho Lâm Trần Hàn, đầy mặt hiến mị, Lâm Trần Hàn tiềm lực to lớn, cơ hồ không có người chẳng ngờ nịnh hót Lâm gia cây to này, chỉ cần có Lâm Trần Hàn, Lâm gia liền cuối cùng sẽ trở thành là thần quốc đệ nhất thế lực. Ha ha, Diệp Thần ở vạn thần đỉnh thực lực, mọi người là quá rõ ràng, làm sao vượt qua. Nơi nào có các người nói như thế ung dung tự tại, tới, cạn. Mà làm mấy người ở một cái trong biệt viện lúc uống rượu, hắc ám bên trong, một đôi mắt nhìn về bọn họ, u ám thâm thúy cặp mắt để lộ ra để cho người không đoán ra sắc bén. Là ai? Mọi người tại đây, đường kim Lâm Trần Hàn tu vi cao nhất, cũng là nhanh nhất kịp phản ứng, tay một chiêu, một thanh trường kiếm liền bị hắn nắm trong tay, mũi kiếm chỉ chỗ đúng lúc là vậy rình coi người che giấu chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần Hàn mấy người bạn vậy rối rít quay đầu lại, kết quả phát sinh không có gì cả, không khỏi mở miệng hỏi nói, Trần ca, cái này đêm hôm khuya khoắt, lại có tuần thành cường giả bảo vệ, có thể có chuyện gì phát sinh à? Đúng vậy, không phải là ngươi chắc nhìn lầm rồi, nơi đó quả thật không? Mọi người nghe hắn nói chuyện, nói đến một nửa thời điểm nhưng kẹt, tựa hồ bị thứ gì cưỡng ép cắt đứt tựa như. Trong mấy người, Lâm Trần Hàn đều là kỳ quái nhìn về vậy người nói chuyện, thậm chí có một cái không nhịn được đẩy ra liền người nọ một chút. Nhưng mà một khắc sau, người kia quanh thân đều đang là máu tươi. Trên mình nhưng là chẳng biết tại sao xuất hiện lỗ máu. Chú ý! Lúc này rốt cuộc phản ứng lại mấy người xúm lại chung một chỗ,
thận trọng dò xét bốn phía hết thảy động tĩnh, bọn họ tin tưởng, đối phương coi như là có âm mưu quỷ kế gì, vậy cũng hẳn rất khó xông phá mọi người phòng thủ. Nhưng mà sự thật thường thường không bằng người nguyện. Ở mấy người bọn họ phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một phiến màu xám đen ao đầm, sền sệt ao đầm coi như là hỗn độn cảnh cường giả vậy rất khó cựa ra, tính cảnh giác cực cao Lâm Trần Hàn và ngoài ra một người đệ tử kịp phản ứng, ở ao đầm hình thành ngay tức thì, liền thông qua thuấn di tránh đi. Mà còn sót lại thực lực chưa đủ hỗn độn cảnh bằng hữu chỉ có thể càng dẫy dụa càng thống khổ, bị kẹt ở trong ao đầm càng lún càng sâu. Không lâu lắm, cái này hai vị trảm ách đỉnh phong bằng hữu chết đi, cuối cùng, Lâm Trần Hàn cũng không biết đối phương mục đích là cái gì, chẳng lẽ là thích giết chóc thành thánh ma đầu. Lâm Trần Hàn ánh mắt híp lại, xua tan trong cơ thể quá độ say, chiến đấu kế tiếp có thể cho không được hắn chút nào sơ sót. Các hạ là người nào? Ta là Thành Thanh Vân Lâm gia tộc dài Lâm Thiên Chi tử Lâm Trần Hàn, nếu là có chỗ đắc tội xin thông cảm nhiều hơn. Lâm Trần Hàn đánh giá bốn phía, kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị, cái này rất có thể là gia tộc khác phái tới sát thủ. Phía sau chậm rãi một giọng nói truyền tới, Lâm Trần Hàn. Ngươi chính là thức tỉnh sấm sét thần mạch Lâm gia thiên tài Lâm Trần Hàn. Hư danh mà thôi. Vậy thì không sai. Cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Lâm Trần Hàn đi về trước bay vọt, một khắc sau, một cổ cực kỳ hỗn loạn hơi thở phun trào tới. Sương mù màu đen cuốn tới. Hoàn toàn trói buộc ở Lâm Trần Hàn. Lâm Trần Hàn con người co giúp một cái, phát hiện tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có mình còn sống. Chung quanh chi địa, máu tươi ngâm nhiễm. Cực độ dữ tợn. Lâm Trần Hàn lúc này mới rõ ràng, đối phương là tới tìm mình. Về phần tại sao không có giết hắn. Tuyệt đối có lý do. Ta cùng các hạ không thù không oán, các hạ vì sao phải giết ta? Lâm Trần Hàn linh lực trong cơ thể phun trào, y quyết tung bay, trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng, kiếm mang vạch qua hư không chém hướng về phía sau. Người chết không cần biết quá nhiều. Một cái hắc bào nam tử bỗng nhiên xuất hiện. Dưới ánh trăng, lộ ra một chút gương mặt. Mà mặt kia bàng lại là cực độ dữ tợn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này áo bào đen người đàn ông chính là Lâm Tuyệt Long. Lâm Trần Hàn tròng mắt trợn to, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn có thể cảm giác được cái này áo bào đen nam tử vóc người tràn đầy khí tức cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng này hơi thở hình như là hơn loại huyết mạch hỗn hợp thể. Thậm chí áo bào đen nam tử vùng lân cận cỏ cây, trong phút chốc liền khô héo. Kết quả này là quái vật gì? Người tu luyện, người của ma tộc, vẫn là khác. Áo bào đen người đàn ông trong tay đánh ra một đạo màu đen trưởng ấn, trong phút chốc liền đem kiếm khí bốn phía kiếm mang ngăn cản. Hai người tiếng đánh nhau không nhỏ, bất quá bởi vì Lâm Trần Hàn vì để tránh cho có người quấy rầy thanh tịnh, cho nên lựa chọn một nơi địa phương u tĩnh, trong chốc lát lại không người phát hiện. Lâm Tuyệt Long trong tay huyết đao mang hơi thở cuồng bạo, ngay tức thì hướng Lâm Trần Hàn chỗ hiểm đâm tới. Lâm Trần Hàn vậy tuyệt không phải yếu loại, trường kiếm trong tay thuần thục ngăn cản, kiếm khí ngang dọc, uy lực vô cùng. Nhưng mà, làm hai cổ lực lượng đụng chạm thời điểm. Lâm Trần Hàn mới rõ ràng đối phương có kinh khủng dường nào. Vô tận lực lại rất miễn cưỡng đem hắn chấn động bay mấy chục mét. Huyết khí phun trào. Lâm Trần Hàn thậm chí tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Lâm Trần Hàn biết. Mình và áo bào đen người đàn ông chênh lệch quá xa. Nếu không đem hết toàn lực, hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là ngươi ép ta. Sấm sét thần mạch, mở. Giống như thiên lôi giáng thế, trống trải bầu trời đêm lại vang lên ầm sấm sét, thanh âm chói tai để cho Thành Thanh Vân bên trong không ít người ngẩng đầu nhìn sang, Thành Thanh Vân cường giả lại là cấp tốc chạy tới. Lâm Tuyệt Long liếm môi một cái. Giống như thưởng thức một món bảo vật giống vậy đánh giá Lâm Trần Hàn, chậm rãi nói, đây chính là cổ thần thể sấm sét thần mạch, uy lực cũng không tệ lắm, chuyến này trị giá. Miệng ra cuồng ngôn, đem người muốn vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Vô cớ bị đuổi giết, coi như là tượng đất cũng còn có ba phần tức giận, huống chi là hắn. Kiếm ý lôi đình, lấy sấm sét làm chất dẫn. Lâm Trần Hàn trong tay một cái hoàn toàn do sấm sét chế tạo kiếm ở trong tay tạo thành, lôi kiếm thân kiếm giống như một tia sáng trắng, nhưng là phía trên truyền tới sấm sét chập chờn nhưng nói cho,
thanh kiếm này có trảm thiên diệt oai có thể. Cho ta chết. Lâm Trần Hàn sấm sét kiếm một kiếm chém tới, Lâm Tuyệt Long khẽ mỉm cười, tựa như hồn nhiên không thèm để ý. U ảnh chi linh, như bóng với hình. Mượn bóng mờ, Lâm Tuyệt Long quỷ dị bóng người biến mất ở Lâm Trần Hàn trước mặt, mà làm hắn cảm ứng được phía sau truyền tới nguy hiểm lúc đó, trong tay sấm sét kiếm chợt lui về phía sau lướt đi, nhưng gặp vậy đạo núp ở bóng đen bên trong bóng người cười lạnh một chút, không gặp động tĩnh. Lâm Trần Hàn ngẩn người, này bởi vì sao không tránh, chẳng lẽ là sợ. Suy nghĩ một chút, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, vừa vặn ngừng ở bóng đen trên cổ sấm sét kiếm quang vậy biến mất không gặp, không có ký chủ chống đỡ, sấm sét kiếm tự nhiên không thể nào duy trì trường sinh. Mà đang ở cái này 0,1% giây ngay tức thì, Lâm Tuyệt Long lại quỷ dị xuất hiện ở Lâm Trần Hàn trước mặt. Giống như móng nhọn mang máu tay, rất miễn cưỡng xuyên thấu Lâm Trần Hàn đan điền. Lâm Trần Hàn tròng mắt trợn to, muốn nói cái gì? Nhưng phát hiện căn bản không nói ra miệng. Hắn mơ hồ cảm giác mình lực lượng ở biến mất. Dù là hắn ở Nguyệt Hoàn dị tượng hạ thức tỉnh hết thảy, đều tựa như bị rất miễn cưỡng tước đoạt. Không muốn. Lâm Tuyệt Long mặt dữ tợn bàng lên lộ ra một đạo nụ cười. Thần quốc vốn là mạnh hiếp yếu, người vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt. Biết chưa? Sấm sét ở Lâm Trần Hàn trong cơ thể phát ra cuồng bạo vang động, nhưng là bị một loại bí pháp rất miễn cưỡng rút ra, liền liền bên trong đan điền năng lượng, vậy chút nào không cách nào may mắn tránh khỏi. Đây là, một bóng người vội vã chạy tới, người liền chuẩn bị như thế đối phó Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần cũng ở nơi đây, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Linh Gia Gia chủ Linh Vô Cực. Dĩ nhiên không phải, còn có cái cuối cùng mục tiêu, người nọ là Diệp Thần bên người một cái cô gái Kỷ Lâm, tiên thiên độc thể, đây mới là trọng yếu nhất khâu, hoàn thành sau này ta mới có tuyệt đối chắc chắn đem Diệp Thần chém chết, người giúp ta kéo những cường giả kia, ta còn cần một chút thời gian. Được, bóng người tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm Tuyệt Long cặp mắt híp lại lúc đó, trong phảng phất phát hiện có một đạo hết sức quen thuộc hơi thở từ đàng xa không ngừng ép tới gần, loại khí tức này, nếu như đoán không lầm mà nói, là hắn. Cái đó ngày khác ngày dạ dạ cũng muốn giết chết người. Cái đó đã từng đem hắn rất miễn cưỡng đẩy xuống hoa hạ võ đạo thần đàn người. Cái đó hắn ở trong bóng tối ngửa mặt trông lên và hâm mộ Diệp Thần. Lâm Tuyệt Long cảm giác mình thân thể ở hưng phấn, như vậy. Đại thù sắp được báo khoái cảm điên cuồng kích thích hắn, bất quá cũng để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, bây giờ còn chưa phải là giao thủ thời cơ tốt. Vậy thì cho ngươi chừa chút quà nhỏ đi, hì hì. Không lâu, bóng người cũng theo đó biến mất không gặp. Mà ở Lâm Tuyệt Long sau khi biến mất. Trong bóng tối, một đạo mang ánh sáng màu vàng bóng người cấp tốc xuất hiện. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Lâm Trần Hàn thi thể. Khẽ nhíu mày. Máu vẫn là nóng. Mình vẫn là tới trễ một bước. Đợi một chút, thi thể này, có vấn đề. Cả người phơi bày một loại kịch độc màu tím, hơn nữa thân tinh huyết trong cơ thể tựa hồ bị hút khô, da giống như da bọc xương vậy phụ ở trên bộ xương, nhìn như hết sức lạnh người. Cái này cực kỳ giống Ngọc Chân Tử miêu tả bị quất ra máu mạch và tu vi bí thuật, cẩn thận dò xét, quả thật đan điền cũng đã bị quất trống trơn như vậy. Giỏi một cái tà tu, lại dám ở trong thành như vậy vô cùng gan dạ. Đột nhiên, Diệp Thần híp đôi mắt một cái, năm ngón tay nắm chặt, kinh thiên lực hướng một phương hướng đập tới. Đồng thời thân thể trong tương lai bạo lui 10 bước. Mà tại chỗ, một đạo nhọn sấm sét từ trong thi thể lao ra. Ngay tức thì bị đập bể. Hơi thở tản đi, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Sát ý hội tụ. Quả nhiên là ngươi. Lâm Tuyệt Long. Cái này lực lượng, rõ ràng mang Lâm Tuyệt Long hơi thở, đây là Lâm Tuyệt Long cấp cho mình đánh phủ đầu ra oai sao. Khi theo vậy đạo hơi thở, Diệp Thần nhanh chóng phong tỏa một phương hướng, thật nhanh chạy tới, mà Diệp Thần rời đi không tới chốc lát, bên trong thành cường giả mới lững thững tới chậm, thu thập hiện trường. Cùng lúc đó, bên ngoài thành hắc ám bên trong. Người trước đi hoàn thành cái này cái cuối cùng kế hoạch, phía sau người đến. Ta tới sẽ gặp hắn. Lâm Tuyệt Long hướng về phía bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện Linh Vô Cực nói, mình chính là đi một hướng khác bay đi. Linh Vô Cực không nói gì, chỉ là gật đầu một cái,
liền tự đi rời đi. Đoạn thời gian này, hắn và Lâm Tuyệt Long thân phận đã không biết chuyển đổi. Lâm Tuyệt Long thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua mình. Mặc dù hắn ở Lâm Tuyệt Long dưới sự giúp đỡ, vậy có hấp thu bọn họ huyết mạch một phần chia năng lực. Nhưng là hắn biết, hắn năng lực và Lâm Tuyệt Long so sánh, chính là rãnh trời ly biệt. Dưới màn đêm, hai đạo thân ảnh một trước một sau đuổi theo, rất nhanh liền đuổi theo thành Thanh Vân, đi tới dã ngoại hoang vu, đối lập mà đứng. Diệp Thần con ngươi ngưng mắt nhìn cách đó không xa áo bào đen người đàn ông, mặc dù đối phương người mặc áo bào đen, che đậy mặt mũi, nhưng vô luận là thân hình, hay là tức cũng đối ứng được cho. Chính là thần bí mất tích Lâm Tuyệt Long. Đoạn thời gian này, người dùng bí thuật rút sạch thần quốc thiên tài huyết mạch cùng với tu vi, thậm chí ở trong thần cực tông khu vực đối với võ giả vô cớ ra tay, ta nói không sai chứ, Lâm Tuyệt Long. Hắn đã căn bản xác định, người trước mắt chính là Lâm Tuyệt Long. Ha ha, Diệp Thần, đoán không lầm, toàn bộ đều là ta làm, bất quá, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ, người muốn thay trời hành đạo? Nếu như là vạn thần đỉnh trước, ta có lẽ sẽ sợ hãi ngươi, nhưng là hiện tại, ta kế hoạch sắp hoàn thành. Thậm chí ta trong cơ thể chảy xuôi tỉnh lại thượng cổ cường giả huyết mạch. Ta không sợ ngươi. Chỉ tiếc, một bước cuối cùng còn chưa hoàn thành. Nếu không ta chỉ cần một đạo thần niệm liền có thể đem ngươi xóa bỏ. Ha ha ha. Lâm Tuyệt Long không nén được tiếng cười truyền tới, trong tiếng cười mang đối với Diệp Thần hận ý cùng với châm chọc. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ Lâm Tuyệt Long sớm thì không phải là ban đầu Lâm Tuyệt Long. Diệp Thần trong mắt lộ ra sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm cười to Lâm Tuyệt Long, người sau cho hắn cảm giác, có không ít uy hiếp, xem ra hắn thực lực vậy đang không ngừng trưởng thành. Hắn khinh thường Lâm Tuyệt Long quá lâu. Hắn có thể cảm giác được Lâm Tuyệt Long trong cơ thể cực kỳ hỗn loạn hơi thở. Giống như một viên lựu đạn định giờ, tùy thời đều có thể nổ. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, Lâm Tuyệt Long, ở Hoa Hạ ngươi tạm thời coi như là một người, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi coi như người sao. Lâm Tuyệt Long con ngươi híp lại, có phải là người hay không thì như thế nào? Chỉ cần có thể giết ngươi, coi như trả giá thật lớn thì như thế nào? Lâm Tuyệt Long tiến lên từng bước ép sát, trong mắt hận ý ngút trời. Đã như vậy, vậy hôm nay liền đem ngươi xóa đi. Cực võ, trọng quyền. Đối với loại người này không có gì đáng nói, trong tay sáng lên một cổ khí tức hủy diệt, Diệp Thần lúc này đi về trước một quyền đập về phía Lâm Tuyệt Long. Một quyền này, thiên địa dị động. Diệp Thần quanh thân đá lớn toàn bộ văng tung tóe. Mây đen cuồn cuộn tới. Cực mạnh võ đạo ý dường như muốn xông phá toàn bộ thành lớn. Liền cái này loại trò lừa bịp vặt sao, cũng không quá như vậy. Hắc ám nhà tù. Lâm Tuyệt Long trong tay nhanh chóng bấm một cái ấn quyết, nhanh chóng vận chuyển, rồi sau đó một đạo màu đen nhà tù nhô lên, tùy tiện liền đem Diệp Thần cho khốn ở bên trong. Quỷ dị chính là, cực võ, trọng quyền lực lượng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng. Không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Diệp Thần ngươi cũng có ngày hôm nay, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắc Minh thúc giết. Ngay tại Lâm Tuyệt Long hoàn thành ấn pháp chuẩn bị phát động cho Diệp Thần một kích chí mạng lúc đó, từ trong thành vội vã chạy tới không thiếu khí tức cường đại tồn tại, để cho Lâm Tuyệt Long hơi biến sắc mặt, liền buông tha hành động này, nhanh chóng bỏ chạy. Mà ở hắc ám nhà tù bên trong, Diệp Thần vậy chậm rãi thu hồi trong tay ngọn lửa, Lâm Tuyệt Long tu vi rất có thể đã đạt tới hỗn độn cảnh trung hậu kỳ. Chỉ bất quá hơi thở này cực kỳ rối loạn. Thậm chí liền Lâm Tuyệt Long cũng không cách nào nắm trong tay. Hơn nữa tựa hồ Lâm Tuyệt Long không chỉ giết thức tỉnh thượng cổ thần thể thiên tài, còn cắn nuốt tỉnh lại thượng cổ cường giả. Ở thần quốc, hấp thu của hắn năng lực tựa hồ mạnh hơn. Đáng chết! Lúc này mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền tăng lên nhanh như vậy, xem ra tên này quất người khác tu vi không thiếu, Diệp Thần gặp đối phương thi triển độn thuật vô cùng là tinh thông, đuổi theo rất có thể bị đối phương thoát khỏi. Dù là cực võ thần chánh cũng khó mà đuổi kịp, liền trước không theo đuổi. Nếu đã biết thủ phạm thật phía sau màn, đây cũng là có biện pháp nhằm vào hắn, chỉ cần lần kế đối phương xuất hiện lại, chính là hắn bỏ mình lúc. Lâm Tuyệt Long mới vừa đi, đoàn người liền đi tới Diệp Thần bên người, bọn họ tự nhiên nhận ra Diệp Thần,
cung kính nói, Diệp đại nhân, muốn không muốn truy đuổi. Trở về đi. Diệp thần lúc trở về, một mực đang khổ cực minh tư, lần kế nói, Lâm Tuyệt Long hành động đối tượng nên là ai? Cái này loại cấm thuật mặc dù bị mọi người không buông tha, chính là bởi vì vật này đuổi theo hiền vậy, vì thế mổ giết một lần sau đó liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng mỗi một người tu luyện đều đưa biến thành ác ma. Lão thương, người có biện pháp gì từ trên thi thể tìm được cái ải gì kiện đầu mối sao? Diệp thần chủ động mở miệng, Lâm Tuyệt Long còn thiếu một bước cuối cùng, hắn phải xác định thân phận đối tượng là ai, mới có thể trước thời hạn ngăn cản. Hiện tại đầu mối duy nhất, chính là cổ thi thể này. Ta đây là có một môn thuật pháp có thể thông qua thi thể, biết rõ phát sinh một ít chuyện tình, chỉ bất quá cái này cực kỳ tiêu hao ta lực lượng, dẫu sao cần muốn mượn ngươi thân thể thi triển. Bất quá, người này tuyệt đối không thể lưu. Ta chưa bao giờ là thần quốc làm qua cái gì, hôm nay liền vì mình thích một lần phúc. Diệp thần đi tới bên cạnh thi thể, con người hơi chăm chú, ngồi chồm hổm xuống. Một giây kế tiếp, luân hồi mộ địa ở giữa lão thương lao ra nghĩa địa. Mà Diệp thần ánh mắt ngay tức thì biến hóa. Con người bên trong tựa như lộ ra vô tận tang thương. Thời khắc này Diệp thần tự nhiên chính là thương cổ y thần. Sử dụng một bộ châm cứu, thương cổ y thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cổ thi thể này, mở miệng nói, Diệp thần, người nếu coi trọng, đây là chín thi tầm thiên kim. Mấy cái châm cứu cơ hồ là ở thương cổ y thần nói xong ngay tức thì liền bay ra, cắm lên Lâm Trần Hàn thi thể, xem chút dưới sẽ phát hiện, ngân châm đầu kim ở nhỏ nhẹ run run, lấy một loại cổ quái nhưng phù hợp thiên cơ tần số đung đưa. Sau đó, Diệp thần trong tay xuất hiện không ít linh lực, theo châm cứu truyền vào thi thể, ở ngực ra tác phẩm hiện ra từng đạo không trọn vẹn hình ảnh. Diệp thần, Kỷ Lâm, chém chết. Bởi vì chết có chút thời gian, nổi lên hình ảnh rất là không lành lặn, chỉ có thể loáng thoáng nghe được là Lâm Tuyệt Long và một cái không biết thân phận người đối thoại, tựa hồ dính đến, Kỷ Lâm. Bọn họ mục tiêu kế tiếp, lại là Kỷ Lâm. Diệp thần vỗ đầu một cái, thầm chửi mình thật là ngu xuẩn. Kỷ Lâm mặc dù huyết mạch mạnh mẽ, nhưng là cảnh giới cũng rất thấp, tiên thiên độc thể cũng không phải là cái gì cải trắng món ăn, liền liền lão thương cường giả loại này đều là đối với Kỷ Lâm quan tâm không được. Dù là thiên đạo cũng từng sợ hãi. Lâm Tuyệt Long cái kế tiếp muốn cướp đoạt chính là tiên thiên độc thể. Kỷ Lâm, người có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Diệp thần trong lòng giấy lên ngút trời tức giận, bóng người cực nhanh lưu chuyển. Cực võ thần tránh thi triển đến mức tận cùng. Hắn tuy muốn biến dạng hư không, nhưng là nguyệt hoàn dị tượng dưới thần quốc vách không gian chướng, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù biến dạng, vậy cực kỳ không ổn định. Mà ở Diệp thần sau khi rời đi, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh khải trình phi hướng Độc Nguyên Cốc. Đó là Kỷ Lâm và Huyền Linh Tử tu luyện lịch luyện chi địa. Nhân quả nhuốm máu trận sau đó, Kỷ Lâm liền cảm giác được thực lực mình nhỏ yếu, hỏi Diệp thần mượn độc bia, liền chuẩn bị tu luyện. Nàng hy vọng lần kế Diệp thần thấy mình, mới có thể có ngạc nhiên mừng rỡ và bất ngờ. Trên phi thuyền, Lâm Tuyệt Long đang luyện hóa sấm sét thần mạch. Cả người phun trào ra cuồng bạo sấm sét lực, nếu không phải là có bảo vệ thuyền pháp trận ngăn cách, nói không chừng đều đã khai ra cuồn cuộn thiên lôi. Theo Lâm Tuyệt Long luyện hóa, sấm sét lực dần dần lan tràn ra, đầu tiên là ở trong kinh mạch lưu chuyển, sau đó bắt đầu lan truyền tới máu thịt cùng với xương tủy trong đó, đây là một loại gần như thoát thai hoán cốt lột xác. Theo trên phi thuyền không ngừng thống khổ kêu thảm thiết, hồi lâu, Lâm Tuyệt Long mở ra hai mắt nhắm chặt. Thở ra một miệng mơ hồ mang theo sấm sét lực khí trắng, cái này cuối cùng mới là cầm sấm sét lực hấp thu xong toàn. Cảm nhận được tự thân mạnh mẽ, Lâm Tuyệt Long rất là hài lòng, sấm sét thần mạch nhất chỗ cường đại không ở chỗ tu hành tốc độ tăng nhanh, mà ở chỗ kinh khủng kia năng lực công kích, có thể đem lôi đình lực nhập vào người đến tất cả võ lên, để cho trong uy lực lên tới cao hơn nấc thang. Chỉ tiếc, hấp thu của hắn năng lực, không thể hoàn toàn tước đoạt đối phương huyết mạch lực lượng. Chỉ có thể nắm trong tay một phần chia. Nhưng cái này một phần chia, nhưng là rất nhiều người ác mộng. Ông, bá một chút, một đạo màu trắng sấm sét kiếm từ Lâm Tuyệt Long năm ngón tay bắn ra, kiếm sắc bén mang coi như là một bên linh vô cực cũng là không khỏi được kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể hấp thu đến loại trình độ này. Không sai,
có 7-8 thành uy lực. Lâm Tuyệt Long gật đầu một cái. Linh Vô Cực bên trong tim mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn nhàn nhạt nói, người mới vừa rồi vì sao không giết Diệp Thần? Đây không phải là ngươi một mực mơ tưởng cầu mong sao? Mới vừa rồi nhưng mà tốt như vậy cơ hội. Ha ha, ngươi nếu là thật lấy là Diệp Thần nhỏ như vậy bản lãnh, ta sẽ hoa lớn như vậy tâm tư đi đối phó hắn. Hắn cho ta cảm giác càng kinh khủng hơn, ta bây giờ không có chắc chắn giết hắn. Huống chi, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, hơn nữa rút ra huyết mạch hắn và tu vi, hoàn toàn để cho hắn lâm vào là một tên phế nhân. Lâm Tuyệt Long trong mắt hận ý sâu hơn, tiếp đó ngửa mặt lên trời phát ra ngông cuồng tiếng cười lớn. Màn đêm sâu, đến khi ngày thứ hai, sợ rằng Thành Thanh Vân liền sẽ tiến hành một lần xào bài, bởi vì Thành Thanh Vân đệ nhất thiên tài Lâm Trần Hàn, bỏ mình. Độc Uyên Cốc, là bị một loại thần bí khí độc lan tràn một cái đổ sộ đại hạp cốc. Nơi này quanh năm có khói độc trướng khí ở trong đó quanh quẩn, nếu như không có nhất định thực lực, sợ rằng chỉ sẽ trở thành là trong cốc độc thú trong mâm bữa ăn. Ngay tại thung lũng chỗ sâu, nơi này cỏ độc độc hoa rất nhiều, độc thú cũng là khó lòng phòng bị, nhưng mà một cái đơn sơ nhà gỗ lại đột ngột đứng ở trong đó. Một cái bé gái ngồi xếp bằng ở nhà gỗ cạnh đôn đá lên, gương mặt hơi hướng lên nghiêng, hai tay bắt pháp quyết đặt ở trên đùi, mặt lộ một chút vẻ thống khổ. Trước người của nàng lơ lửng một khối bia đá to lớn. Chính là độc bia. Kỷ Lâm không ngừng hấp thu trong đó khí độc, vừa vặn thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt, nhưng là trong cơ thể khí độc nhưng tựa như không bị khống chế như nhau tán loạn, để cho nàng nhức đầu không thôi. Không muốn phân tim, người cần trầm xuống tim tới không ngừng thử nghiệm, đột phá cũng không phải là tạm thời vội vàng. Huyền Linh Tử bóng người từ trong nhà gỗ đi ra, trầm giọng nói, Kỷ Lâm nghe vậy, vội vàng tính hạ tâm lai, an tâm đột phá. Thấy một màn này, Huyền Linh Tử vui mừng gật đầu một cái, không bao lâu, thần quốc bên trong tất sắp xuất hiện một cái trẻ tuổi nhất thiên tài cường giả, như so sánh tuổi tác tu vi, Kỷ Lâm đủ để vượt qua Diệp Thần. Kỷ Lâm thiên phú tuyệt đối là hắn gặp qua cao nhất. Đột nhiên, đang xem xét Kỷ Lâm đột phá biến hóa, Huyền Linh Tử khẽ di một tiếng, ngẩng đầu hướng trời lên nhìn lại, chân mày nhỏ nhỏ nhíu lại. Khí độc mê huyễn trận bị làm rối loạn. Cái này thuyết minh có người đến gần Độc Uyên Cốc Trung ương, đang hướng hắn nơi này đến gần. Nhìn vậy một đoàn bị khuấy hỗn loạn không chịu nổi khí độc, Huyền Linh Tử thở dài nói, xem ra tới không thiện. Kỷ Lâm con người đông lại một cái, lập tức thu cất độc bia, bày trận mà đợi. Độc bia là Diệp Thần, nàng tự nhiên không thể làm mất. Phía trước khí độc bên trong, đột nhiên vang lên một đạo lạnh như băng thêm u hàn thanh âm. Lại có thể chạy đến như vậy chi địa tu luyện. Không hổ là tiên thiên độc thể. Thanh âm bất ngờ là tới nơi này tìm Kỷ Lâm Lâm Tuyệt Long. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền lưu ý đến Kỷ Lâm tồn tại. Ở hắn tới xem, Kỷ Lâm là hắn cái cuối cùng con mồi. Mà nhỏ yếu Kỷ Lâm, hắn tùy thời đều có thể nắm trong tay. Hắn là thần quốc mạnh nhất người thợ săn. Mà khi lấy được Kỷ Lâm huyết mạch sau đó, hắn là có thể thành là thần quốc mạnh nhất huyết mạch người. Nhìn xuất hiện hai người, Huyền Linh Tử sắc mặt lập tức nặng đến đáy cốc. Hắn cảnh giới căn bản không phải đối thủ của đối phương. Huống chi, hắn cả đời đắm chìm y thuật, võ đạo thực lực xa xa không đạt tới trước mặt Lâm Tuyệt Long. Lão gia, cho một mình ngươi lựa chọn, cút, ta chỉ muốn cái cô gái này, ngươi có thể đi. Lâm Tuyệt Long đi tới trước, quan sát một phen Kỷ Lâm. Khóe miệng lộ ra lạnh người nụ cười. Các ngươi là ai? Vì sao phải tiến vào nơi này? Huyền Linh Tử ngăn ở Kỷ Lâm trước mặt, lớn tiếng quát lên, kết quả dĩ nhiên là làm được Lâm Tuyệt Long tương đối không nhịn được, phất phất tay, để cho Linh Vô Cực đi ra. Người này thực lực không cao, đoạn thời gian này ngươi hấp thu lực lượng đủ đối phó. Ta không muốn động thủ. Linh Vô Cực thần sắc âm trầm, biết. Lão gia thật là chán sống. Một giây kế tiếp, Linh Vô Cực liền muốn động thủ. Rồi sau đó, một tấm nửa trong suốt khí độc tạo thành bình phong che chở ngăn cản ở Huyền Linh Tử trước người, nhưng căn bản không ngăn được thế tới hung hung Linh Vô Cực, nhất kích liền đánh tan, nhưng vậy tranh thủ được không ít thời gian. Thông tuyệt vạn độc châm. Huyền Linh Tử trên đầu nháy mắt tức thì liền ngưng tụ lại liền hơn 10.000 cây màu xanh độc châm,
ở huyền linh tử dưới sự thúc dục hóa là một hồi cấp tốc mau vũ, bay tấn công bắn về phía Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long sấm sét thần thể phát huy tác dụng, ở trước người hình thành toàn do sấm sét hóa thân phòng vệ, chỉ bằng huyền linh tử căn bản bắn không phá, dẫu sao hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Ngươi có phải hay không quên còn có ta? Linh Vô Cực phóng lên cao, trường kiếm trong tay ngang nhiên nện xuống, vô tận kiếm ý từ thương khung dưới bỗng nhiên hạ xuống. Huyền linh tử vội vàng bây giờ bước ra một giọt máu tươi, một quả ngọc bội sử dụng. Nhưng ngọc bội tại chỗ vỡ vụn. Vô tận kiếm ý mang ngút trời sát ý, trực tiếp hạ xuống. Huyền linh tử nửa đoạn thân thể cắm vào mặt đất, hai tay như muốn chặt đứt. Máu tươi chảy như dòng nước. Dưới hắc bào Lâm Tuyệt Long nụ cười càng phát ra dữ tợn, ta làm việc, không thích có vướng tay vướng chân cản trở. Nếu như có, vậy thì xóa đi. Một đạo tràn đầy vạn quân ý lôi kiếm nhắm ngay huyền linh tử trực tiếp hạ xuống. Huyền linh tử trong mắt ngưng trọng. Hắn biết mình không cách nào chặn một kích này. Hắn chợt hướng về phía sau lưng Kỷ Lâm hô, Kỷ Lâm, đi mau. Đi thần cực tông, tìm Diệp thần. Mau. Nhưng mà Kỷ Lâm không có rời đi. Kỷ Lâm mặc dù sợ chuyện, nhưng là nàng biết chuyện nghiêm trọng. Mình một khi rời đi, sư phụ liền sẽ chết. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải cứu sư phụ. Sư phụ. Ngay tại lúc này, một đạo giòn giã thanh âm vang lên, trong thanh âm xen lẫn vô cùng vô tận lửa giận. Dưới sự tức giận Kỷ Lâm cố không được hết thảy, một giọt máu tươi bước ra, mơ hồ thúc dục độc chữ bia một chút lực lượng, ngay chớp mắt liền để chắn lôi kiếm công kích địa phương, sau đó lại là trở đập về phía Lâm Tuyệt Long. Nàng biết một kích này không có dùng. Nhưng cũng phải thử một lần. Phịch, độc chữ bia và lôi kiếm đối kháng phát ra to lớn tiếng nổ, tại chỗ huyền linh tử bị nổ xông lên bay, Kỷ Lâm lo lắng muốn xông tới xem huyền linh tử, lại bị Linh Vô Cực cản được. Bé gái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, liền sẽ không làm thương tổn hắn, như thế nào? Nằm mơ, Kỷ Lâm hai tay một chiêu, vô tận khí độc từ trong cơ thể xông ra, tập kích hướng Linh Vô Cực, nàng là tiên thiên độc thể. Mặc dù thực lực không đạt tới người khác, nhưng là khói độc độc tính nhưng là cao hơn một nước. Trên thực tế, từ tiến vào cái này khói độc trong phạm vi sau đó, Linh Vô Cực và Lâm Tuyệt Long liền đã bị áp chế, nguyên bản cảnh giới thực lực chỉ có thể phát ra thấp một cảnh giới thực lực, mà thuộc về khói độc ở giữa Kỷ Lâm lại có thể chiếm hết ưu thế. Dĩ nhiên, ở cảnh giới chênh lệch quá lớn dưới tình huống, thì trở nên rất vô lực. Vô tận khí độc bị điều khiển đi công kích Lâm Tuyệt Long. Lúc này Kỷ Lâm muốn một cái người đối kháng hỗn độn cảnh Linh Vô Cực, căn bản là chuyện không thể nào. Nhỏ độc. Bất quá, nàng còn có chiêu. Một con mãnh hổ kiểu độc thú từ trên núi cao chót vót hổ nhảy xuống, có thể so với mấy người cao thân hình khổng lồ lấy lòng đứng ở Kỷ Lâm bên người, rồi sau đó ngưỡng mặt thét dài, càng nhiều hơn độc thú bắt đầu từ trong rừng leo bò ra ngoài. Nhìn đầy khắp núi đồi độc thú. Còn có Kỷ Lâm bên người vậy chỉ tràn đầy khí tức cường đại độc thú, Linh Vô Cực và Lâm Tuyệt Long hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấu hai bên trong mắt kiêng kỵ. Quả nhiên không hổ là tiên thiên độc thể, cái này loại hiệu lệnh thiên hạ độc thú tuyệt kỹ, thật là mạnh à. Nghe tiên thiên độc thể có thể trấn áp muôn vàn độc thú, như ta có thể nắm trong tay, sợ rằng trấn áp độc thú sẽ mạnh hơn. Tiên thiên độc thể, ta Lâm Tuyệt Long muốn định. Lâm Tuyệt Long trong mắt toát ra vẻ tham lam, có tiên thiên độc thể loại thể chất này, nếu là đi một chuyến vực ngoại kêu gọi mấy đầu độc thú, sợ rằng ở thần quốc bên trong, một người diệt một thành đều đưa là lấy đồ trong túi. Đi! Nhận được mệnh lệnh sau đó, tất cả độc thú bắt đầu hướng Linh Vô Cực và Lâm Tuyệt Long bao vây, một vòng lại một vòng, bất quá ngại vì hai người khí thế cực mạnh, những thứ này độc thú đều là thận trọng. Chỉ cần tìm được cơ hội. Chúng nhất định phát ra một kích chí mạng. Nhìn Kỷ Lâm vậy thần sắc tức giận, Lâm Tuyệt Long ngược lại là nghĩ tới điều gì, năm ngón tay nắm chặt, gió lớn dậy. Hắn năm ngón tay lại giữ lại trọng thương huyền linh tử. Chỉ cần hắn muốn, huyền linh tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Lâm, nếu muốn hắn còn sống, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không. Lâm Tuyệt Long năm ngón tay khẽ động. Trong cơ thể hơi thở cuồng bạo giống như vô số lợi kiếm đâm vào huyền linh tử thân thể. Huyền linh tử tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Sư phụ! Kỷ Lâm hô to một tiếng,
muốn xông lên, nhưng là lại bị Linh Vô Cực cho dừng lại. Ngươi, cho, ta, cút. Kỷ Lâm tay bước ra một giọt máu tươi, mới vừa muốn động thủ, nhưng là làm nàng tầm mắt chạm được trọng thương Huyền Linh Tử. Tay nàng dừng lại. Máu tươi vậy hoàn toàn tiêu tán. Nước mắt không ngừng ở trong hốc mắt lởn vởn. Nàng cưỡng ép nhịn được. Nàng biết lúc này không thể khóc. Nàng phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh, mới có thể cứu sư phụ. Nói đi, các ngươi muốn ta như thế nào? Kỷ Lâm thanh âm bình tĩnh vang lên. Dưới hắc bào Lâm Tuyệt Long hơi ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới Kỷ Lâm sẽ là loại thái độ này. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói. Trước cầm những thứ này độc thú xua tan. Hai người mặc dù không sợ hãi cái này đầy khắp núi đồi độc thú, nhưng nếu là độc thú liều mạng tới, bọn họ vậy sẽ trả ra một ít giá phải trả. Kỷ Lâm không có bất kỳ do dự, trực tiếp một miệng kêu, được, ta đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Nói xong, tựa hồ trong không khí có một loại nhàn nhạt khí lưu phun trào, tất cả độc thú cũng tự đi rời đi, liền liền Kỷ Lâm đồng bạn nhỏ độc cũng bị cùng nhau khu đuổi đi, trước khi đi còn quyến luyến không thôi nhìn tới. Rất tốt, người rất nghe lời, sớm như vậy không thì xong rồi, không nên ép ta ra tay. Lâm Tuyệt Long cầm Huyền Linh Tử để xuống, bất quá bàn tay vẫn là nắm chặt hắn. Đây là tiền đặt cuộc. Huyền Linh Tử tự nhiên không thể để cho Kỷ Lâm gặp nạn, vội vàng hô Kỷ Lâm, chạy mau à, dù sao cũng không muốn rơi vào những người này trong tay, nên dạy ta cũng kém không nhiều dạy cho ngươi, không cần để ý ta. Mặc dù không biết mục đích của những người này là cái gì, nhưng là liên quan đến Kỷ Lâm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Kỷ Lâm ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, coi như là dùng mạng hắn để đổi cũng ở đây không tiếc. Nhìn hô to Huyền Linh Tử, Kỷ Lâm tâm tình phức tạp, rồi sau đó trầm giọng nói, được. Ta nguyện ý dùng ta tới trao đổi sư phụ ta, nhưng các ngươi phải bảo đảm, phải thả hắn. Nếu không ta chính là từ bạo cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Kỷ Lâm nói rất đoạn tuyệt, Lâm Tuyệt Long gật đầu một cái, không thành vấn đề, huống chi cái này lão già khẳng đối với chúng ta vậy không bất kỳ chỗ dùng nào. Nghe được đối phương đáp ứng, Kỷ Lâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, đi lên phía trước liền chuẩn bị trao đổi. Kỷ Lâm, chạy nhanh! Ngươi! Còn muốn nói thêm gì nữa? Huyền Linh Tử bị Lâm Tuyệt Long quanh thân cuồng bạo huyết mạch lực đánh vào, sắc mặt đỏ lên, lập tức nói không ra lời, chỉ bất quá cặp mắt đỏ tươi. Đây là tức giận đến trình độ cao nhất. Ngươi không cho phép tổn thương sư phụ ta. Kỷ Lâm nhìn cuống cuồng, hận không được lập tức xông lên và Lâm Tuyệt Long liều mạng, cố nén xung động nói. Yên tâm, ta nói hắn đối với ta không dùng, chỉ là để cho hắn im miệng mà thôi, không như vậy tùy tiện sẽ chết. Kỷ Lâm con ngươi chuyển động, đứng tại chỗ chờ Linh Vô Cực đi tới, vậy không phản kháng. Thời khắc này Huyền Linh Tử hận à. Hận mình thực lực thật sự là quá yếu, lần trước Hàn Độc Thành cũng là như vậy, nếu không phải Diệp Thần đi trước cứu ra Kỷ Lâm, chuyện gì xảy ra bất ngờ, hắn cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nghĩ đến Diệp Thần, Huyền Linh Tử không khỏi cầu nguyện, nếu là lúc này Diệp Thần có thể chạy tới là tốt, nếu là có hắn ở đây, những người này nhất định sẽ không được như ý. Tựa hồ là có cảm ứng vậy, Huyền Linh Tử nhìn trời lên khí độc, tựa hồ lại có biến hóa mới. Cái này thuyết minh là lại có người tiến vào nơi này, nói không chừng người kia thật là Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Huyền Linh Tử tâm tình lập tức kích động. Lão đầu tử, an phận một chút cho ta. Vừa lúc đó, từ khí độc trong rừng một cái vô cùng sắc bén trường thương nổ bắn ra tới. Chu Thiên Thần Ma Thương, đi. Người đến, bất ngờ là Diệp Thần. Làm độc trong rừng đằng đằng sát khí Diệp Thần sau khi đi ra, Lâm Tuyệt Long trên mặt tràn đầy bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại nhanh như vậy chạy tới. Mà lúc này, bị Diệp Thần bạo bắn ra Chu Thiên Thần Ma Thương vậy thật nhanh tới, trực tiếp nhắm ngay Linh Vô Cực ngực đi xuyên qua. Tuy nói Linh Vô Cực vậy là cao thủ, phản ứng nhanh chóng, nhưng là cái này một thương Diệp Thần toàn lực ra tay, uy lực to lớn, võ đạo ý vận lại là đánh đâu thắng đó. Đi qua cực sát chi quốc, Diệp Thần mạnh hơn. Diệp Thần không có thời gian đầu tiên vận dụng sát kiếm. Hắn biết, mình bây giờ còn không có cách nào tùy tâm sở dục sử dụng sát kiếm. Linh Vô Cực chỉ kịp thoáng nghiêng người, liền bị một thương xuyên qua thân thể, trực tiếp mặc bay mấy trăm mét, đóng vào trên vách đá, sống chết không biết. Phế vật!
Lâm Tuyệt Long nhìn một cái bị một thương mặc bay Linh Vô Cực, trong mắt không có phân nửa thương hại. Diệp Thần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đến gần một bước, ta liền giết hắn. Bất đắc dĩ, Lâm Tuyệt Long chỉ có thể hy vọng Huyền Linh Tử có thể tạo thành một chút uy hiếp. Huyết mạch hắn không có chiếm đoạt Kỳ Lâm, và Diệp Thần đối địch, liền có thể thất bại. Hắn không muốn vào lúc này đối kháng. Diệp Thần nhíu mày một cái, nháy mắt ra hiệu cho một bên Kỳ Lâm cũng là gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ta không tới. Diệp Thần vuốt tay, hai tay chắp sau lưng, thậm chí tròng mắt nhắm lại. Vậy thì, Lâm Tuyệt Long thần sắc ngưng trọng, đem tất cả sự chú ý tất cả đều tập trung ở Diệp Thần bên trên. Thậm chí huyết mạch lực bùng nổ, một thanh kiếm ảnh phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần hơi có động tác. Hắn liền toàn lực đánh ra. Thậm chí nói chuyện đồng thời, hơi lui về phía sau, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng một đạo độc trưởng liền hướng hắn tấn công tới. Đây là tới từ Kỳ Lâm một trưởng. Phịch, Lâm Tuyệt Long vội vàng dưới bị đánh lui, mà vậy chính là cái này thời điểm, Diệp Thần động, cực võ thần tránh phát huy đến trình độ cao nhất. Giống như một tiếng sấm ở lớn nổ tung, chỗ đi qua, tạo thành một đạo ngàn trượng rãnh. Diệp Thần như du long vậy nháy mắt tức thì đi tới Lâm Tuyệt Long trước mặt. Vậy đột phá thần quốc võ đạo ý nhất kích, bỗng nhiên hạ xuống. Một quyền này, hắn muốn xóa bỏ Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long hơi kinh hãi. Hắn không nên khinh thường Kỳ Lâm. Bây giờ đối mặt hai người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng không dự định lại nương tay. Giờ khắc này, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Lâm Tuyệt Long sớm thì không phải là đã từng là Lâm Tuyệt Long. Chứng kiến vạn thần đỉnh quyết chiến, Lâm Tuyệt Long biết Diệp Thần một quyền hàm chứa dạng gì lực lượng. Nếu quả thật bị đập trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tuyệt Long buông tha Huyền Linh Tử, lại là đem Huyền Linh Tử ném ra ngoài. Huyền Linh Tử. Diệp Thần chợt thu lực, một cổ vô tận đợt khí phun trào, đem trọng thương Huyền Linh Tử nhẹ nhàng đặt ở Kỳ Lâm chừng. Sư phụ. Kỳ Lâm chợt vọt tới Huyền Linh Tử bên người, quật cường nước mắt rơi xuống. Huyền Linh Tử lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Sờ một cái Kỳ Lâm đầu, Kỳ Lâm, khóc cái gì, loại vết thương này đối với ta Huyền Linh Tử mà nói, không coi vào đâu. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, Huyền Linh Tử không gặp nguy hiểm, vậy hắn cũng nên làm tránh sự. Hắn vậy tràn đầy lửa giận trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tuyệt Long, mở miệng nói, Hoa Hạ lúc đó, không có đem ngươi xóa đi. Hiện tại, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Một giây kế tiếp. Diệp Thần hóa là một tiếng sấm hướng Lâm Tuyệt Long phóng tới. Đáng chết! Lâm Tuyệt Long thần sắc trầm xuống. Một giây kế tiếp, quanh thân bao quanh một đoàn cực kỳ rối loạn hắc khí. Ngàn ảnh tiêu diệt. Lâm Tuyệt Long bàn tay giống như một cái lưới lớn vậy hướng Kỳ Lâm bao phủ đi, tơ đen quấn quanh mà thành lưới đen trên có một cổ để cho người kinh hãi lực lượng, quy luật lực ở phía trên vận chuyển. Ở hắn xem ra, nếu mất đi Huyền Linh Tử, vậy muốn đối kháng Diệp Thần, phải bắt lại Kỳ Lâm. Thời khắc này Kỳ Lâm đã đem sư phụ Huyền Linh Tử thu xếp ổn thỏa, nhìn lưới lớn tới, tức giận trong lòng ngút trời, không cam lòng yếu thế, bước ra một giọt máu tươi, độc bia trực tiếp sử dụng, độc bia ở trong tay lột, rồi sau đó nhanh chóng mở rộng, định ngăn cản ở trước mặt nàng, độc bia phát ra ầm tiếng vang lớn, quả nhiên chặn lại Lâm Tuyệt Long ngàn ảnh tiêu diệt. Kỳ Lâm mặc dù không có luân hồi huyết mạch, nhưng là nàng biết như thế nào khôn khéo mượn máu tươi lợi dụng độc bia một phần chia lực lượng. Độc bia cứng rắn vô cùng, dõi mắt thần quốc không có lực lượng có thể đem chi phá hủy. Nàng mặc dù không cách nào dùng để chiến đấu, nhưng là ngăn trở dư sức có thừa. Lâm Tuyệt Long, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, có bản lãnh hướng về phía Diệp Thần đi à? Cũng biết ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại ngươi như thế nào động ta? Mà giờ khắc này... Lâm Tuyệt Long thấy mình nhất kích bị ngăn cản, lại không có bất kỳ thất lạc diễn cảm. Thậm chí khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn nụ cười. Trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần nhưng chú ý tới Lâm Tuyệt Long tiếng cười lạnh, đáy lòng trầm xuống, hắn biết sự việc không như thế đơn giản. Giữa lúc Diệp Thần muốn hướng Lâm Tuyệt Long đi lúc đó, một đạo màu đen trường thương bắn nhanh tới, chính là hắn Chu Thiên Thần Ma Thương.
bị Diệp Thần đánh lén trọng thương Linh Vô Cực đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần tầm mắt bên trong, trong tay lại là nắm một chuôi huyết kiếm, ánh mắt đỏ như máu, chết nhìn chằm chằm Diệp Thần, Diệp Thần đứa nhỏ, giết cháu ta Linh Cửu Tiêu, ta muốn ngươi đền mạng. Huyết kiếm phóng lên cao, cuốn lên trước một phen thiên địa, sau đó đột nhiên đi xuống đập tới, một kiếm này, cả thiên địa cũng làm biến sắc. Diệp Thần mơ hồ phát hiện, Linh Vô Cực quanh thân hơi thở cực kỳ cổ quái. Hơn nữa thực lực không ngừng leo lên. Đây là cái gì thủ đoạn? Giống như thiêu đốt huyết mạch vậy. Mới vừa rồi một thương cũng không có giết chết Linh Vô Cực. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa lão thương thanh âm vang lên, thằng nhóc, người muốn chú ý, người này và Lâm Tuyệt Long như nhau, cắn nuốt một phần chia thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Hắn bây giờ, đang vận dụng nào đó loại cấm thuật, thời gian ngắn đem những máu kia mạch lực lượng toàn bộ bùng nổ. Hắn phải lấy sinh mạng giá phải trả kéo ngươi. Diệp Thần con ngươi ngay tức thì ngưng trọng. Thương diễn diệt linh trưởng. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thần mặt không đổi sắc, trực tiếp đánh ra một trường, cùng chi tiếp chiêu. Phịch. Kiếm cùng trường trực tiếp phát ra to lớn tiếng nổ, đất đai cuốn lên, vô số bụi đất bay lên, che đậy mọi người tầm mắt, mà lúc này, Lâm Tuyệt Long lặng lẽ điều động. Độc uyên trong cốc tiếng chiến đấu không ngừng vang lên. Vô số độc thú ở bên trong hoảng sợ nhìn chiến đấu chuyển tới phương hướng, sau đó hướng ngược lại rời đi, những thứ yêu thú này bình thường ngũ giác đều phải so với người bình thường mạnh được nhiều, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong có mấy đạo thập phần cường đại hơi thở ở chập chờn. Mà làm bụi mù tản đi lúc đó, tình cảnh lập tức rõ ràng hiện ra, Linh Vô Cực không biết sử dụng bí pháp gì, cả người làm lớn ra gấp mấy lần, từng tia xương máu lại là từ bên trong thân thể bộc phát ra. Bốc hơi tới trong không khí. Con người lại là khủng bố, chỉ có thể thấy được mắt trắng, bất quá sức chiến đấu quả thực là vô cùng kinh khủng, trong chốc lát kiềm chế Diệp Thần, để cho hắn không cách nào kịp thời đuổi đi cứu viện Kỳ Lâm. Hơn nữa Linh Vô Cực hơi thở ở suy thoái. Hiển nhiên cháy huyết mạch, chỉ có thể quá ngắn thời gian bùng nổ. Mà giờ khắc này, Kỳ Lâm chung quanh, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi biết ta tại sao phải tước đoạt ngươi tiên thiên độc thể sao? Bởi vì ta ở huyết minh bên trong, biết một cái bí mật. Đã từng có một cái cướp đoạt huyết mạch cường giả còn sống. Hắn chiếm đoạt tiên thiên độc thể sau đó, thực lực bạo tăng. Mà ngươi, chính là ta mà sinh, ha ha ha. Kỷ Lâm sắc mặt trắng bệch, nàng muốn thi triển thuật pháp, nhưng phát hiện một đôi bàn tay trực tiếp giữ lại nàng cổ. Lại là rất miễn cưỡng đem nàng xách lên. Muốn mạng nhỏ nói, liền ngoan ngoãn không nên động, nếu không, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, Lâm Tuyệt Long năm ngón tay nắm chặt, từng tia vết máu từ Kỷ Lâm trên cổ chảy xuống, không để cho nàng dám lộn xộn nữa. Kỷ Lâm. Gặp Kỷ Lâm bị bắt, Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, rút ra một bên Chu Thiên Thần Ma Thương, ở trên đầu thương nhất thời toát ra một cổ ngọn lửa cuồng bạo. Giống như máu tươi vậy, chợt đâm về phía Linh Vô Cực. Long Du Kiếm Phách Thiên. Linh Vô Cực không cam lòng yếu thế, giống vậy sử dụng mình một chiêu mạnh nhất, huyết kiếm nhanh chóng trở nên lớn, cuốn lên vô cùng đợt khí, bắn về phía Diệp Thần. Phá cho ta. Diệp Thần tất cả lực lượng tụ tập ở đầu thương một chút, đột nhiên đi lên đỉnh đầu, có thể chọc phá trời nhất kích lúc này đem huyết kiếm đánh tan, Chu Thiên Thần Ma Thương xuyên thấu mà qua. Ầm ầm điểm ở Linh Vô Cực trên mình, Linh Vô Cực không cam lòng bay rớt ra ngoài. Thả Kỷ Lâm. Diệp Thần đầu thương một chuyển, giận chỉ Lâm Tuyệt Long. Nếu không ngươi để cho ta giết, ta liền thả nàng, như thế nào? Lâm Tuyệt Long nghiền ngẫm nói, đối với cái này loại đùa bỡn người trò lừa bịp, hắn cảm thấy phá lệ thú vị. Được, Diệp Thần không chút do dự nói, ngươi nếu muốn giết ta, thanh kia nàng thả, ta mặc cho ngươi xử trí. Diệp Thần, không muốn. Kỷ Lâm nước mắt đoạt khuôn ra, hận thực lực mình quá mức nhỏ, nếu không phải nàng, Diệp Thần cũng sẽ không như vậy, nàng tình nguyện mình chết đi, vậy tuyệt đối sẽ không để cho những người này được như ý. Yên tâm, có ta ở đây, không người động được ngươi. Tới đi, ta và nàng trao đổi. Diệp Thần vứt bỏ trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, đi lên phía trước, mà Lâm Tuyệt Long khóe miệng vậy không tự chủ được vểnh lên. Sớm biết Diệp Thần nhược điểm, cần gì phải phí lớn như vậy khổ tâm đây. Diệp Thần, ngươi làm gì như vậy, ngươi đi mau, ta không thể liên lụy ngươi. Kỷ Lâm trong mắt tràn đầy quyết tâm,
nếu không cách nào trợ giúp Diệp Thần, nàng vậy tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành Diệp Thần phiền toái, càng không nhẫn tâm xem hắn vì mình mà người bị hiểm cảnh. Kỷ Lâm quanh thân hơi thở phun trào, từng tia bạo liệt hơi thở lan ra, hiển nhiên muốn tự bạo kết thúc hết thảy các thứ này. Muốn chết, không như thế dễ dàng. Lâm Tuyệt Long năm ngón tay hóa là một hồi hắc vụ biến mất không gặp, rồi sau đó chiêu cũ lặp lại, muốn xem bắt Huyền Linh Tử như vậy bắt Kỷ Lâm, bất quá Diệp Thần so hắn nhanh hơn một bước. Thương Diễn Diệt Linh Trưởng. Một trưởng này, là Diệp Thần nén giận một trưởng, trong lòng bàn tay tràn đầy vượt xa thần quốc võ đạo ý. Giống như một đầu nuốt trời thực đất cự thú vậy, hạ xuống thế gian, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng làm cho này kinh thiên động địa một trưởng mà rung động. Hắn ở cực sát chi quốc liền đem ma đế một trưởng này, sáp nhập vào mình hiểu. Sứ hắn mạnh hơn. Giờ khắc này, Lâm Tuyệt Long sắc mặt rốt cuộc thay đổi, vốn là vững chắc ổn định giờ phút này lại lộ vẻ được có chút kinh hoàng, trong vội vàng tạo thành một mặt hắc thuẫn muốn ngăn trở. Đang đụng dưới, hắc thuẫn bất quá một hơi thở thì đã nổ thành cặn bã, rồi sau đó vô tận trưởng pháp đánh vào Lâm Tuyệt Long trên mình, để cho được Lâm Tuyệt Long đổ bay đụng vào trên cây, phun ra một búng máu. Hắn không có lựa chọn dùng Kỷ Lâm uy hiếp. Như Kỷ Lâm chết, vậy huyết mạch hắn đường liền hoàn toàn phá hủy. Thế gian liền cái này một vị tiên thiên độc thể à. Lâm Tuyệt Long ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Diệp Thần thiên phú vượt xa hắn, mà hắn tu luyện tà thuật sau đó, lại cũng không có thể ngăn cản Diệp Thần, để cho hắn đáy lòng cực độ không thăng bằng. Diệp Thần. Giữa lúc Kỷ Lâm muốn tránh thoát thời điểm, một giọng nói từ một bên vang lên, Diệp Thần, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta muốn ngươi chết. Bị Diệp Thần cơ hồ là bị thương nặng linh vô cực lại lần nữa đi ra, toàn lực xông về Diệp Thần, ngay chớp mắt sẽ đến Diệp Thần bên người. Mà linh vô cực thân thể cũng ở đây trong nháy mắt chợt đổi được lớn hơn, lại là có một cổ khí tức hủy diệt ở trong cơ thể hắn nổi lên, lĩnh ngộ hủy diệt phép tắc Diệp Thần đối với lần này phá lệ nhạy cảm. Không tốt, lão này là muốn tự bảo. Một cái hỗn độn cảnh cường giả khoảng cách gần nổ dưới, coi như là hỗn độn đỉnh cấp. Một cái không chú ý, vậy sẽ mất mạng. Không còn kịp rồi. Linh vô cực trong cơ thể, tất cả năng lượng đã bắt đầu va chạm, căn bản không bị khống chế, giờ phút này giết hắn, chỉ có thể để cho tự bạo phát sinh nhanh hơn. Lâm Tuyệt Long hiển nhiên cũng là chú ý tới trong sân biến cố. Làm Diệp Thần thấy độc bia ngăn ở Kỷ Lâm trước người thời điểm thở phào nhẹ nhõm, có độc bia phòng vệ, Kỷ Lâm không có việc gì, Diệp Thần mang Huyền Linh Tử cấp tốc thụt lùi. Rất nhanh liền lui đến độc trong rừng. Mà lúc này, tiếng nổ vang lên, ngất trời năng lượng vỡ ra, liền liền thung lũng này cũng là phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đá lớn ở lăn xuống, một cái hố to cũng ở tại chỗ bên trong tạo thành. Hang núi này nói ít cũng có trăm dặm chiều rộng, nhưng là nhưng không nhìn được hỗn độn cảnh giới tự bạo, cao không gặp đỉnh treo vách đá bắt đầu rơi xuống, một khối lại một tảng đá lớn đánh mất nện xuống. Kỷ Lâm trong ngày thường tu luyện gian nhà cũng ở đây trong nháy mắt hóa là phế tích. Trong phạm vi trăm dặm, tạo thành một cái sâu không thấy đáy trong cái hố sâu, vô số đá lớn bổ sung rơi xuống. Mà đang nổ tiếng vang lên một chớp mắt kia, không có người chú ý tới, một giọng nói lặng lẽ vang lên, quỷ mị mê ảnh. Tiếng nổ kết thúc sau đó, Diệp Thần buông xuống trong tay Huyền Linh Tử, lập tức đi trước độc bia chỗ cha xem. Nhưng phát hiện Kỷ Lâm bóng người đã biến mất không gặp. Mà đang ở Diệp Thần tìm lúc đó, chân trời trung viễn xa truyền tới một giọng nói, Diệp Thần, giữ được mạng ngươi, ta tự tay tới bắt. Bành! Diệp Thần không cam lòng một quyền đập về phía mặt đất, cuối cùng lại vẫn là để cho Lâm Tuyệt Long mang đi Kỷ Lâm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Vô Cực, sẽ ở một khắc cuối cùng, dùng tự bạo tới chỉ hoãn mình. Một cái linh gia gia chủ vì sao đối với Lâm Tuyệt Long như vậy trung thành? Lâm Tuyệt Long rốt cuộc cho hắn cái gì? Ngay tại lúc này, lão thương thanh âm chậm rãi vang lên, sự việc không tính là quá tệ cao. Tiên thiên độc thể, cũng không như vậy dễ dàng chết. Bất quá dựa theo người này cướp đoạt huyết mạch tốc độ tới xem, người có 3 tiếng cơ hội. Lời nói vừa dứt, Huyền Linh Tử liền tỉnh lại, hắn thời gian đầu tiên liền thấy được Diệp Thần. Vội vàng mở miệng, sư tôn, ngài như thế nào, Kỷ Lâm không có sao chứ? Nhìn Huyền Linh Tử mang ánh mắt mong đợi, Diệp Thần trầm mặc. Huyền Linh Tử sống nhiều năm như vậy, làm sao không rõ ràng Diệp Thần biểu tình ý kiến,
sắc mặt một chút đổi được thảm trắng, thân thể lảo đảo đi lui về phía sau mấy bước, mới lên tiếng, nàng bị mang đi. Diệp Thần gật đầu một cái. Sau đó Diệp Thần cầm sự việc cho Huyền Linh Tử đầu đuôi nói một lần, nghe tới những người này là muốn rút ra lấy Kỷ Lâm Tiên Thiên độc thể cùng với nàng tu vi lúc đó, Huyền Linh Tử lúc này liền không nhịn được. Ta phải đi tìm nàng, coi như bỏ ra giá cao hơn nữa vậy phải tìm được Kỷ Lâm. Sau đó, liền không để ý thương thế đi ra ngoài, Diệp Thần cũng không có ngăn trở, Huyền Linh Tử cầm Kỷ Lâm nhìn so mình còn trọng yếu, Diệp Thần không có lý do gì ngăn lại hắn. Mà Diệp Thần cũng là lòng như lửa đốt, vội vàng hướng Lão Thương nói, Lão Thương, ngươi lời nói mới rồi, là có biện pháp gì có thể tìm được Kỷ Lâm? Chín thi tầm thiên kim. Lão Thương lắc đầu một cái, chín thi tầm thiên kim nhằm vào là thi thể, cái này linh vô cực bị nổ chỉ còn lại xương máu, coi như tìm được vậy thì không được kim. Đối với lần này, Diệp Thần cũng không có bất kỳ biện pháp, kỹ thuật cao hơn nữa, người cũng không có ở đây, làm sao còn làm. Bất quá, sự việc không tính là quá tệ cao, tìm người, ta không là lợi hại nhất. Nhưng thần quốc có am hiểu nhất tồn tại. Diệp Thần con người sáng lên, ngay tức thì nghĩ tới điều gì? Thiên Cơ Các. Lão Thương biết Diệp Thần đoán được, tiếp tục nói, bất quá, dựa theo chuyện nghiêm trọng tới xem, giống vậy Thiên Cơ Các căn bản không có bất kỳ có thể, chỉ có vậy một nơi có chút hy vọng. Nơi này Thiên Cơ Các, tồn tại thời gian, thậm chí so ta còn dài. Thứ bảy thần quốc, phía bắc. Thiên Cơ Trấn. Diệp Thần bước chân rốt cuộc dừng lại. Lão Thương không phải nói chính là chỗ này sao? Trắng cửa đường phố, năm càn ngõ hẻm, 500 mét. Lần nữa men theo đường, vẫn là đến nơi này, có thể đừng nói cái gì Thiên Cơ Các, bóng quỷ cũng không thấy, chẳng lẽ Lão Thương lừa gạt mình? Diệp Thần lúc này cầm cái ý niệm này cho hất ra. Lão Thương không có lý do nói láo, như vậy nói cách khác, có người ở cố làm ra vẻ huyền bí. Xin hỏi nơi này là Thiên Cơ Các sao? Ta có là một, muốn tìm kiếm Thiên Cơ Các trợ giúp. Diệp Thần hỏi một chút, nhưng không ai đáp lại. Diệp Thần võ đạo ý vận, quy luật lực, đại đạo lực đều xông ra, lại là dùng không gian quy luật, thời gian pháp tắc tìm kiếm nơi này mỗi một chỗ thời không, rốt cục thì tìm được một chút dấu vết. Quả nhiên, Thiên Cơ Các đúng là nơi này, chợt Diệp Thần lại hỏi mấy cái, nhưng vẫn là không có người cần phải, liền liền cầm xuất trưởng cửa ngọc bài, cũng không gặp động tĩnh. Hơi biến sắc mặt, cái này Thiên Cơ Các vậy thật sự là không khỏi quá không cho mặt mũi, chẳng lẽ không nên ép hắn? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.